chương 31 Tróc trùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Có tự chế bút đầu cứng sao cái nữ giới đối với Linh Lung mà nói cũng sẽ không là đặc biệt gian nan sự tình, chẳng sợ Linh Lung mỗi ngày còn vụn trộn lười nhi, 10 ngày cũng sao xong rồi 100 lần, bất quá Linh Lung sao xong rồi cũng không có lập tức đi giao cho sở yến. Ai biết nàng sao hoàng sớm như vậy, sở yến ngày đó bị hắn khí đến bốc khói nhi cơn tức đánh xuống đi không có a, à, vạn nhất không có, nàng lại thấu đi lên chẳng phải là muốn chết. Dù sao hiện tại thiên nhi như vậy nóng nàng cũng không có gì xuất môn dục vọng, ở trong phòng đóng cửa liền đóng cửa đi, còn mát mẻ đâu. Lại nhắc đến từ ngày đó sau sở yến sẽ lại cũng không tới tìm nàng. Linh lung nhàn rỗi thời điểm nhưng là cũng tưởng quá nàng có phải hay không trực tiếp liền như vậy thất sủng. Nàng cũng không phải để ý thất không bất sủng, nhưng là nàng muốn tiểu bảo bảo còn chưa có muốn lên đâu vừa tới nghe trưởng tôn ngọc ánh cùng vương thái hậu lời nói ở hoàng tử quý phủ không có một đứa trẻ bàn thân về sau nhiều người khẳng định hội chịu khi dễ linh lung không nghĩ chịu khi dễ thứ hai sống hai đời linh lung cũng là thật sự muốn một baby nàng bộ dạng đẹp như vậy sở yến lại là khó được chất lượng tốt tiểu thịt tươi hai người sinh ra đến đứa nhỏ khẳng định đặc biệt xinh đẹp đáng yêu linh lung trước kia ở hiện đại làm lớn tuổi gái ế thời điểm cũng rất hâm mộ khuê mật nhóm tiểu bảo bảo, chẳng qua thủy chung đối bản thân hạ không được quyết tâm đến tùy tiện tìm cá nhân gã cho, mới luôn luôn đều không có muốn thành tiểu bảo bảo. Này đến cổ đại không nghĩ chấp nhận cũng chỉ có thể chấp nhận, nàng đương nhiên là muốn đạt thành tâm nguyện của nàng. Căn cứ vào này tâm lý, ở sở yến nửa tháng không có tới sau, Linh Lung quyết định ám trạc trạc tìm người đi hỏi thăm một chút sở yến có phải không phải đã có tân hoang, nếu thật sự có nàng cũng sẽ chết tâm. Linh Lung kỳ thực không tính là thật bảo thủ nhân, ít nhất cho tới bây giờ không yêu cầu quá hắn muốn tìm nam nhân phía trước không thể có bạn gái, phải giống như nàng thị sử nhi. Nhưng loại này đã cùng nàng lên giường, lại đi tìm nữ nhân khác nàng là không thể nhẫn nhịn. Bắt cá hai tay bên ngoài hiểu biết một chút. Đừng nói ở cổ đại này thật bình thường, nàng ăn hiện đại 26 năm cơm, ăn cổ đại mới một năm, không thể so sánh đi tới này nam nhân có thể tam thê tứ thiếp thê thiếp thành đàn niên đại, nàng chỉ có thể nỗ lực thích ứng. Nhưng có một số việc không thể nhẫn nhịn vẫn là không thể nhẫn nhịn, đó là thâm căn cố đế gì đó. Linh Lung phân phó Đông Giao tìm cá nhân vụn trộn đi hỏi thăm một chút sở yến gần đây hướng đi. Đông Giao hiển nhiên cảm thấy Linh Lung này phân phó thật bình thường, cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp liền phân phó ở ngoài phòng hầu hạ tiểu thái giám Trương Thành đi tiền viện hỏi thăm một chút trừ bỏ bên người hầu hạ linh lung đại nha hoàng đông giao này trong viện còn có hai cái hai bậc nha hoàng lỵ hương lăng hương hai cái thô sử nha hoàng hạnh vũ mưa bụi hai cái tiểu thái giám trong đó có một chính là này trương thành một cái kêu trương dũng những người này đều là linh lung chuyển nhà sau mới nhận thức theo lý thuyết thân vì bọn họ tân chủ tử linh lung có quyền lợi cho bọn hắn một lần nữa lấy tên nhưng linh lung là cái lười nhân cũng không cảm thấy bản thân cho bọn hắn thủ cái tên bọn họ có thể đều đối nàng trung thành và tận tâm, bởi vậy ai gọi cái gì vẫn là gọi cái gì. Đông giao thân là linh lung bên người đại nha hoàng người chạy việc làm việc như việc này như đương nhiên sẽ không bản thân đi, đều là phân phó phía dưới vài người đi làm. Trương Thành hỏi thăm trở về tin tức là sở yến gần nhất sắc mặt đều rất khó xem, mỗi ngày sớm ra trễ về thoạt nhìn bề bộn nhiều việc, vào phủ ngay tại thư phòng cùng tưởng tiên sinh đóng cửa lại đến vội công vụ, chủ tử không cần lo lắng hiện tại trong vương phủ chỉ có ngài cùng vương phi vương phi lại có thai vương gia khẳng định là nhớ thương chủ tử chẳng qua là trên triều đình sự tình bận quá không rảnh đi lại xem chủ tử đông giao nghe xong trương thành hồi bẩm mềm giọng trấn an linh lung linh lung cũng không có cảm giác bản thân bị trấn an đến quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh nàng cho nàng phiến cây quạt đông giao là nàng lòng nghi ngờ quá nặng sao nàng thế nào có loại đông giao đang châm ngòi nàng cùng trưởng tôn ngọc ánh quan hệ cảm giác đâu nếu chỉ có lúc này đây kỳ thực linh lung cũng sẽ không cảm thấy có cái gì dù sao đông giao nói cũng đều là sự thật nhưng mỗi lần đông giao cùng nàng nhắc tới sở yến nhất định hội mang một câu vương phi hiện tại thân mình không khỏe vương gia đau lòng vương phi sẽ không nhường vương phi mệt nhọc cho nên khẳng định là sẽ tưởng chủ tử linh tinh lời nói linh lung tâm đại hơn nữa cũng không đem sở yến để ở trong lòng ở trong lòng nàng kia khẳng định trưởng Tôn Ngọc Quánh so sở yến trọng yếu hơn. Cho nên cho tới nay cũng không cảm thấy có cái gì. Hôm nay cái bọn họ đề sở yến, đông giao lại ở quải trưởng Tôn Ngọc Quánh, Linh Lung không hiểu có chút trong lòng khó chịu, đổi một người mỗi ngày nghe đông giao như vậy mỗi ngày bên tai biên thì thầm sở yến sở dĩ hội nhớ thương nàng đều là vì trưởng Tôn Ngọc Quánh thân mình không khỏe. Trong lòng khẳng định đều là muốn khởi ngật đáp, nghiêm trọng không chắc còn có thể nổi lên lòng xấu xa. Linh Lung mặc dù có loại này vi diệu cảm giác, nhưng lại làm không hiểu Đông Giao vì sao muốn châm ngòi nàng cùng trưởng Tôn Ngọc bánh quan hệ. Bởi vậy cũng mò không ra đến cùng có phải không phải nàng suy nghĩ nhiều, cũng cũng chỉ là nhìn thoáng qua nhìn qua nhu thuận có hiểu biết Đông Giao, gật gật đầu nói. Ân ta đã biết. Một khi đã như vậy vài ngày nay liền đều không cần đi phía trước viện tấu, để tránh quấy rầy đến vương gia làm công kỳ thực quan trọng nhất vẫn là nàng sợ bọn họ tổng đi phía trước viện chạy bị sở yến nhìn đến, nhớ tới nàng đến. Phải biết rằng nàng nhưng là vừa phạm vào chuyện này không bao lâu, lại vượt qua sở yến vốn liền ở trên triều đình gặp được nàng đề tâm tình hỏng bét, nhưng sở yến nhớ tới nàng đến kia không là triệt để tử kiều kiều, vừa vặn thành nơi trút giận. Nhưng mà linh lung cảnh giác vẫn là quá muộn. Hôm nay sở yến vừa trở lại vương phủ, Tùy theo Trần Phúc Trương Hỷ hầu hạ hắn thay xuống trên người đã ướt đẫm quần áo, mặc vào gọn nhẹ sạch sẽ thường phục. Trần Phúc liền đứng ở sở yến trước mặt một bên cho hắn thay quần áo vừa nói nổi lên nói. Chủ tử, nô tài nghe phía dưới người đến báo, nói hôm nay cái buổi sáng trắc vương phi phái người đến quan tâm quá vương gia. Vương gia ngài xem, hôm nay cái bữa tối là muốn ở đâu dùng. Sở yến vốn đang ở cao mày tưởng sự tình, nghe được Trần Phúc vừa nói như thế, ngẩn người, nghĩ nghĩ nói. Vậy đi Trắc Vương Phi nơi đó đi. Là, Trương Hỷ còn không mau thông tri Trắc Vương Phi này tin tức tốt đi. Trần Phúc nghe vậy lập tức cười loan mặt mày, đuổi rồi Trương Hỷ đi Đinh Lan Viện truyền tin nhi. Phải biết rằng gần nhất sở yến mỗi ngày mất ăn mất ngủ sớm ra trễ về chiếu cố công vụ, một điểm đều không chú ý thân thể khả đã sớm đem Trần Phúc sầu hỏng rồi, đang lo tìm không thấy phương pháp khuyên sở yến nghỉ ngơi một chút đâu. Linh Lung liền bản thân tặng đi lên, đương nhiên bắt lấy sẽ không thả. Hắn biết gần nhất bọn họ chủ tử tại triều thượng hành sự không thuận, nghẹn cháy khí. Nhưng tuổi còn trẻ tổng nghẹn cũng không tốt không là, còn phải thích hợp phát tiết phát tiết. Này tốt nhất phát tiết phương thức đương nhiên là cùng bản thân kiều thê mỹ thiếp ở trên giường phát tiết, ký tiết hỏa còn dai đại hoan hỷ. Trần Phúc trong lòng nghĩ Linh Lung khẳng định muốn ở trong lòng cảm kích của hắn, trên thực tế làm Linh Lung nghe được Trương Hỷ nói hắn gia sư phó nghe nói nàng phái nhân đi qua quan tâm vương gia cùng vương gia nhất lên một câu, vương gia liền quyết định tối hôm nay muốn tới nàng bên này dùng bữa thời điểm, Linh Lung ở trong lòng hận không thể tức tử Trần Phúc kia nha. Nhưng nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, trên mặt vẫn là vô cùng cao hứng tiễn bước Trương Hỷ, sau đó nhường phòng bếp hơn nửa sở yến một phần cơm chiều. Hơn nữa cố ý phân phó, hôm nay cái bữa tối đều phải hàng hỏa đánh bại bao nhiêu là bao nhiêu, ít nhất sẽ không làm cho nàng tử quá khó coi không là. Sở Yến trở về thời gian vốn sẽ không tính sớm, đương nhiên này hay là hắn vài ngày nay trở về sớm nhất một ngày, bằng không chỗ nào có thể vượt qua ăn cơm chiều a, trời đã tối rồi, lát nữa Nhi đều có thể ăn bữa ăn khuya. Đã quyết định muốn đi linh lung nơi đó, Sở Yến cũng sẽ không ở thư phòng đãi, thay đổi quần áo trực tiếp phải đi Đinh Lan viện. Vội này hơn nửa tháng không nghĩ là không nghĩ, nhất tưởng hắn thật đúng tưởng kia tiểu nữ nhân, thả lỏng một ngày, quá đi xem nàng cũng tốt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 32 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lần này biết sở yến muốn tới, Linh Lung tự nhiên không dám lại làm tử, lại nóng đều khỏa nghiêm nghiêm thực thực, Nhu Thuận tọa ở trong phòng chờ hoàng tử đại nhân đại giá quan lâm. Thiếp thân, nô tỳ tham kiến vương gia. Sở Yến vừa vào cửa, làm tốt chuẩn bị linh lung liền mang theo nhân đứng ở Sở Yến trước mặt quỳ gối hành lễ. Sở Yến cúi đầu đánh giá liếc mắt một cái hôm nay linh lung vừa lòng gật gật đầu. Ân. Đứng lên đi. Linh lung thế này mới đứng dậy, vụng trộm nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt nàng Sở Yến, còn tuổi nhỏ mày nhăn phản phất tiểu lão đầu, mặt cũng luôn luôn buộc chặt tuy rằng như trước là mặt lạnh nhưng rõ ràng thật là có phiền lòng chuyện này lòng dạ không thuận chính phát sầu đâu linh lung không tính toán làm giải ngữ hoa quá mệt cho nên nàng lựa chọn làm như không thấy tiếp đón sở yến ngồi xuống phân phó người đi ngâm một bình mát trà đến sau đó mới ngồi vào sở yến xuống tay cùng sở yến can ngồi tính toán địch bất động ta bất động địch như động nàng lại đi theo động phân phó ngươi sao nữ giới sao xong rồi sao. Sở yến rõ ràng không tính toán cùng nàng can ngồi, mắt thấy nàng ngồi xuống, mở miệng hỏi nói. Hiển nhiên là còn chưa có quên nàng đồi phong bại tục kia nhất tra nhi. Linh lung vội hỏi. Sao xong rồi, hôm nay vừa sao hoàng, nghe nói vương gia gần nhất bề bộn nhiều việc liền không đi quấy rầy. Đông giao, đi đem ta sao nữ giới lấy đi lại cấp vương gia xem qua. Đông Giao vội đi lấy linh lung sao nữ giới đi lại, đi đến sở yến trước mặt không người dịu dàng nói. Vương gia, thỉnh xem qua. Sở yến không thấy nàng, trực tiếp đưa tay đem linh lung sao nữ giới cầm đi lại. Lấy tới tay nhìn đến linh lung chữ viết đầu tiên là sửng sốt, tân kỳ cùng linh lung là viết như thế nào xuất ra loại này tinh tế giỏi giang tự thể, lập tức nhìn đến nội dung lại nhìn không được nhíu mày. Quay đầu xem linh lung hỏi. Ngươi không biết chữ linh lung bị hỏi một mặt mộng bức nàng đương nhiên biết chữ điều kiện tiên quyết là kia phải là hán tử sở quốc tự thứ nàng nói thẳng ta nhận thức nó nó không biết ta sở yến một điểm cũng chưa bị nàng hài hước đến đối linh lung vậy mà không biết chữ chuyện này biểu hiện thật kinh ngạc ngươi không phải từ tiểu cùng vương phi cùng nhau lớn lên sao vương phi nhưng là kinh thành có tiếng tài nữ ngươi không cùng vương phi học quá biết chữ sở yến không nghĩ tới cùng tài nữ cùng nhau lớn lên linh lung vậy mà không biết chữ. Linh lung hổ thẹn cúi đầu, có lẽ phía trước linh lung là hội đi, chẳng qua nàng sẽ không mà thôi. Nhưng này thật sự không thể trách nàng đi. Thân là người hiện đại chữ phồn thể nàng nhận thức cũng không nhiều, huống chi cùng Trung Quốc cổ đại tự còn có một chút bất đồng sở quốc tự thể, nàng liền càng không biết. Cái kia, tiểu thư đã dạy nô tỳ, chẳng qua nô tỳ ngu dốt, học không tốt trên thực tế trưởng tôn ngọc Bánh căn bản cũng không biết nàng không biết viết tự chuyện này dù sao từ nàng xuyên qua đến chuyện đã xảy ra nhiều lắm trưởng tôn ngọc Bánh nào có tâm lực nhớ thương nàng thức không biết chữ a sở yến nghe vậy lại cúi đầu nhìn thoáng qua linh lung sao nữ giới cảm thấy nàng vẫn là rất có tiềm lực tuy rằng bởi vì không biết chữ duyên cớ trích dẫn nữ giới kia mặt trên tự thể rất nhiều tự nhìn qua có chút cổ quái hoặc là nhiều nhất bút coi nàng loại này giỏi giang tự thể không cần hoa hoặc là thiếu nhất bút, nữ giới tự là bút lông tự, có chút địa phương là ngay cả bút xem tưởng nhất bút, nhưng kỳ thực là hai bút nhường linh lung cấp xem thành nhất bút chép xuống. Đã không biết chữ, kia làm sao ngươi biết viết chữ. Linh lung lúc này thật may mắn nàng lúc trước chế bút đầu cứng cơ trí, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Thiếp thân không biết chữ, nhưng là hồi nhỏ thích lấy nhánh cây trên mặt đất họa ngoạn, bởi vậy hội dùng cứng trắng cứng trắng bút viết chữ, không biết dùng bút lông cứng rắn cứng rắn bút là cái dạng gì sở yến nghe vậy nháy mắt bị linh lung theo như lời cứng rắn cứng rắn bút hấp dẫn lực chú ý linh lung thành công dời đi đề tài không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi trời biết sở yến hỏi lại đi xuống nàng có phải không phải liền muốn lòi hồi vương gia lời nói chính là này còn không đãi linh lung phân phó đông giao đã đem linh lung tự chế thấm đẫm bút lông cầm đi lại đưa tới sở yến trước mặt sở yến lực chú ý tự nhiên đều tại kia chi kỳ quái bút thượng, linh lung lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đông dao. Đây là ngươi làm. Sở yến xem bản thân trên tay bị người tước thành kỳ quái hình dạng trúc đổ kinh ngạc hỏi. Linh lung bị sở yến thanh âm kéo về tầm mắt cùng suy nghĩ, gật đầu nói. Ân, ừ, bởi vì nô tỳ không biết dùng bút lông, có đôi khi liền thích viết chữ vẽ tranh, liền bản thân làm loại này cứng rắn cứng rắn bút. Sở Yến nghe vậy không nói cái gì nữa, mà là bản thân đứng lên đi nhanh hướng về Linh Lung phòng trong bàn học đi rồi đi qua. Sở Yến vòng quá bàn học, đứng ở bình phô trang giấy trước mặt, dùng Linh Lung làm thấm đẫm bút lông, chấm điểm mặt thủy, nghĩ nghĩ viết viết xuống hai chữ. Linh Lung cùng đi qua nhìn, chỉ thấy cái thứ nhất tự thời điểm Sở Yến nắm chắc không tốt lực đạo viết còn có chút hư hư thực thực nét mực không rất dễ nhìn, mặt sau một chữ liền đã nắm giữ nên dùng lực đạo, viết ra so linh lung nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo viết tự được không xem có khí thế hơn linh lung nhịn không được hỏi vương gia ngài viết đây là cái gì được một loại tân kỳ bút sở yến có chút tiểu hưng phấn nghe vậy ngẩng đầu nhìn linh lung liếc mắt một cái trên mặt khuôn mặt u sầu cũng đi theo tiêu tán không ít câu môi nói linh lung tên của ngươi đã tới đến gia giáo làm sao ngươi viết tên của bản thân linh lung ngẩn người cuối đầu lại lườm liếc mắt một cái sở yến viết kia hai chữ, nguyên lai sở quốc linh lung là như vậy viết a, à, cùng trung quốc vẫn là có rất đại khác nhau. không biết chữ phồn thể có phải hay không có chút tương tự chỗ. có người nguyện ý giáo nàng biết chữ, linh lung vẫn là nguyện ý. dù sao nàng chỉ là luôn luôn không cơ hội học, chẳng phải không nghĩ biết chữ, vô luận ở đâu thất học đều là hội chịu thiệt. nhưng là làm sở yến đem nàng kéo qua đi ôm ở thân tiền giáo nàng viết chữ thời điểm linh lung còn có điểm không quá nguyện ý nàng chỉ là không biết chữ cũng không phải không biết viết tự thằng nhãi này rõ ràng chỉ cần đem kia hai chữ viết lớn một chút làm cho nàng thấy rõ mỗi một chữ bút họa làm cho nàng chiếu sao là được đem nàng ủng ở thân tiền nắm chặt của nàng tay nhỏ bé nhất bút nhất hoa giáo nàng viết là vài cái ý tứ a ta nói huynh đệ dạy ta viết chữ là giả tưởng chiếm lão nương tiện nghi là thật đi linh lung ở trong lòng châm chọc trên mặt cũng là không dám biểu lộ, dù sao nhân là nàng danh chính ngôn thuận nam nhân, dường đều thượng không nhường kéo tay nhỏ bé này không là vô nghĩa sao. Thành thành thật thật đi theo sở yến chính tay viết tự. Nhưng mà này hoàn toàn là ở chậm trễ linh lung phát huy của nàng bình thường trình độ, nhớ ngày đó đến trường thời điểm tốt xấu nàng cũng là viết quá họa quá báo bản nhân. Nhưng sở yến tay cầm tay phủi đi xuất ra tự làm sao lại thành nhất đống tường đâu. Linh lung không nghĩ ra viết xong một lần sở yến nhìn nhìn hiển nhiên cũng rất là ghét bỏ liên quan ghét bỏ nhìn thoáng qua linh lung linh lung phát giác sở yến ghét bỏ cơ trí đề nghị nói cái kia nếu không vương gia ngài viết thiếp thân ngu dốt liền ở bên cạnh nhìn xem là tốt rồi nhưng mà của nàng cơ trí ở sở yến này nghiêm cẩn nhân diện tiền là vô dụng mới viết một lần đã nghĩ buông tha cho trách không được ngươi hội học không xong biết chữ đọc sách trọng ở kiên nhẫn tâm lâu luyện nhiều đọc tài năng thành tài tiếp theo viết sở yến một bên huống một bên tiếp tục lôi kéo linh lung chính tay viết tự linh lung nhưng là bổn cô nương muốn nóng đã chết ngươi cho là ngươi có khối băng mặt liền thật sự là khối băng sao này đại nóng thiên hai người gắt gao ai ở cùng nhau quả thực liền cùng hỏa lò tử giống như được không được linh lung thật bỉ khuất nhưng là nhân gia hoàng tử đại lão gia cũng chưa kêu nóng hơn nữa ở hảo ý giáo nàng biết chữ nàng nào dám kêu nóng xúc vốn liền mất hứng hoàng tử đại lão gia mi đầu a khởi bẩm vương gia trắc vương phi bữa tối chuẩn bị tốt có thể dùng thiện lăng hương đã đến thành công giải cứu linh lung linh lung vội hỏi cái kia vương gia chúng ta vẫn là trước dùng bữa đi ngày khác lại học chữ ngài nói đi sở yến lần này không nói cái gì nữa buông xuống bút nhưng không buông ra linh lung xoay người nắm linh lung tay nhỏ bé nghi vòng quá bàn học đi tới gian ngoài bày biện bàn ăn địa phương, cho đến khi bọn hạ nhân bưng tới nước trong tiếng lên làm cho bọn họ khiết thủ, sở yến mới nới ra linh lung. Linh lung như được đại xá chạy nhanh đi rửa tay ăn cơm. Sở yến ăn cơm thời điểm thông thường không nói nhảm, bởi vậy hai người đều chỉ là vùi đầu ăn cơm, linh lung so sở yến trước dùng hoàng, nhưng cũng bản thân bất lực chạy, chỉ có thể khô cằn xem hắn chờ hắn ăn xong lại cùng nhau đứng dậy. Linh Lung cũng không biết sở yến yêu thích, nhưng xem Trần Phúc kia khuôn mặt đều cười thành cúc hoa chắc hẳn sở yến hẳn là vừa lòng, dù sao không ai so xem sở yến lớn lên Trần Phúc càng thêm hiểu biết sở yến. Dùng hoàn thiện sở yến nhưng là cũng không vô nghĩa, trực tiếp phân phó nhân chuẩn bị tắm rửa, rõ ràng là muốn rửa cúc ráp giường. Linh Lung đối này cũng không ý kiến, tuy rằng đều là nóng, nhưng ít ra cúc ráp giường còn có thể sinh bánh bao, nhưng sở yến tự tay dạy hắn luyện tự, còn không bằng chính nàng luyện đến nhanh hơn một ít. Tiểu thái giám cùng tiểu nha hoàng nhóm rất nhanh sẽ chuẩn bị tốt nước tắm cùng rửa mặt đồ dùng, chờ hầu hạ các chủ tử rửa mặt, linh lung là không quá thói quen làm cho người ta hầu hạ nàng tắm rửa, tổng thấy rất kỳ quái. Nhưng nàng không nghĩ tới sở yến vậy mà cũng không cần nhân hầu hạ, thấy bọn họ chuẩn bị tốt, trực tiếp vất vất tay làm cho người ta đều đi ra ngoài duy độc phát lệnh để lại linh lung nhất thời trong phòng lại chỉ còn lại có sở yến cùng linh lung hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ sở yến gặp linh lung không cái nhãn lực gặp nhi thật lâu bất động không mở miệng không được phân phó nói đi lại cấp bổn vương cởi áo linh lung nàng không là đã thăng chức sao vì sao hầu hạ tắm rửa loại chuyện này vẫn là của nàng linh lung ở trong lòng tức giận bất bình oán giận trên mặt lại không thể không vội vàng xác nhận cười tủm tỉm đi hầu hạ tâm tình không quá mỹ diệu hoàng tử đại lão gia. Cởi áo loại chuyện này đối linh lung mà nói đã là chút lòng thành, tam thêm ngủ trừ nhị liền đem sở yến lấy hết, nhưng là ai có thể nói cho nàng hiện tại là tình huống gì, vì sao sở yến cũng đến bái quần áo của nàng. Vương gia, vương gia, ngài đây là muốn làm thôi. Linh lung cảm thấy của nàng đầu lưỡi đều phải thắt nhi. Sở yến nói nhưng là một mặt thông dong. Phương Bắc nạn hạn hán duy trì nước muốn theo hoàng thất làm khởi cho nên trắc vương phi liền cùng bổn vương cùng nhau tắm rửa đi nếu sở yến lỗ tai không có khả nghi đỏ lời nói quan xem mặt linh lung vẫn là sẽ tin tưởng của hắn nhưng giống như nàng tin hay không cũng không trọng yếu bởi vì sở yến căn bản chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội bái xong rồi quần áo của nàng đã đem nàng ôm lấy đến bỏ vào trong nước sau đó bản thân cũng đi theo nhất chân rảo bước tiến lên dục dũng hoàng gia chế tạo dục dũng chất lượng cùng thể tích đều cũng có cam đoan. Cho nên lúc này chiếm hạ bọn họ hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Lại sau Linh Lung hoàn toàn không biết nàng đã trải qua cái gì, nàng bị sở yến nảy sinh cái mới nhân sinh quan. Nàng luôn luôn đều cho rằng sở yến là cái bảo thủ, nghiêm túc, chính trực tiểu chính thái tới. Liền ngay cả lên giường đều phải quy củ ở trên giường dùng truyền thống phương thức cái loại này. Hiện thực nói cho nàng, nàng vẫn là rất tuổi trẻ kế tiếp sở yến vậy mà lấy cho nhau vì lẫn nhau tắm rửa lấy cớ đối nàng các loại tạp du cô nam quả nữ người trần truồng tẩy uyên ương dục khi kết quả có thể nghĩ hai người ngươi sờ ta một chút ta sờ ngươi một chút cháy quả thực phân phân chung đều không cần bật lửa trực tiếp đánh bay cơ đương nhiên là có nàng ở sở yến khẳng định là không đồng ý đánh bay cơ cho nên linh lung đã bị sở yến đặt tại dục dũng mắt mua máy bay đánh hơn nữa đánh thật kịch liệt. Linh Lung mơ mơ màng màng tưởng, hoàn hảo hoàng gia chế tạo thùng đủ rắn chắc, bằng không hoàng tử đại nhân này lực đạo phổ thông thùng 80% đều là muốn tán giá. Liền tỷ như nàng này không là hoàng gia chế tạo người thường, đã ly tán giá không xa o, o, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 33 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hôm nay buổi tối toàn hơn nửa tháng tinh lực sở yến làm linh lung ở trong dục dũng chính diện dằn co mặt trái ép buộc, ép buộc linh lung lão thắt lưng đều phải chặt đứt, thẳng làm được linh lung liên tiếp kêu to cầu xin tha thứ, mới ý còn chưa hết ôm nhuyễn thành một căn mì sợi linh lung đứng lên, làm cho người ta một lần nữa thay đổi nước tắm, rửa mặt qua đi lên giường ngủ. Linh lung mềm nhũng nằm ở trên giường hoảng quá thần lai mới phát hiện không đúng địa phương. Sở yến này đều hơn nửa tháng không cùng nàng đùng đùng đùng, thế nào kỹ thuật không chỉ có không lui ra phía sau còn biến tốt lắm. Ở bên ngoài ăn vụng. Linh Lung bình tĩnh phân tích một chút, lấy sở yến làm người muốn thực ở bên ngoài có cái gì coi trọng cô nương còn đã xảy ra quan hệ, hẳn là sẽ rất phụ trách đem nhân tiếp vào phủ lý đến, liền tỷ như đã từng nàng. Sở Yến một bên kịch liệt vận động cũng không quên không ngừng nói muốn cưới nàng. Nhưng nàng hỏi thăm quá không có nghe nói trong phủ tiếng nhân A, kia sở Yến này kỹ thuật làm sao luyện hay là đây là cái gọi là thiên tài hình tuyển thủ, trước là sau quen tam hồi chính là người từng trải. Được rồi, hoàng gia xuất phẩm, quả nhiên không phải bình thường. Không nghĩ ra Linh Lung quyết định không nghĩ, thiên tài thế giới nàng không hiểu, vẫn là ngủ đến thật sự chút. Sở Yến hôm nay cái buổi tối đùng rất mức nghiện, tối thiểu kia tiểu nữ nhân không lại hô to gọi nhỏ ảnh hưởng hắn phát huy. Phải biết rằng hắn tuy rằng không có thực chiến kinh nghiệm, nhưng tốt xấu là cái hoàng tử, đại hôn phía trước nhưng là có chuyên môn nhân cầm đủ loại tiểu nhân thư dạy của hắn. Liền tính thực tiễn không quá quan, lý luận vẫn là không thành vấn đề. Hắn cùng Linh Lung lần đầu tiên không cần phải nói, thảm thiết điểm cũng đang thường, dù sao khi đó hắn liền cành luận tri thức đều không có, còn trúng độc. Khả lần thứ hai Linh Lung tam phiên bốn lần hô to gọi nhỏ đã có thể nhường sở yến thất bại đã chết. Cũng may hôm nay rốt cục làm cho hắn thể hiện rồi hùng phong, tìm về mặt mũi nhưng cái kia tiểu nữ người biết của hắn lợi hại. Sở yến ở chuyện này thượng viên mãn, tâm tình coi như không sai ôm Linh Lung tiến nhập mộng đẹp. Linh Lung ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại thời điểm, sở yến đã đi. Người tới. Linh Lung nghe răng nhếch miệng đỡ của nàng lão thắt lưng ngồi dậy tựa vào đầu giường, hướng về phía bên ngoài hô. Đông Giao nghe tiếng lập tức mang theo nhân đi đến, chủ tử ngài tỉnh. Linh Lung lười biến tân một tiếng. Đông Giao bước lên phía trước đỡ Linh Lung đứng lên thay nàng rửa mặt thay quần áo. Linh Lung trên người chỉ mặc nhất kiện quần lót tự nhiên che không được đêm qua hai người càng rỡ dấu vết. Nhất đứng lên tất cả đều bại lộ ở tại Đông Giao các nàng trước mặt. Linh Lung lúc này đã có thể bình tĩnh nhận Đông Giao bọn họ nhìn thẳng. Dù sao nàng không có một làm cho nàng nhóm hầu hạ, các nàng sẽ nằm sấp đến trên đất dập đầu. Nàng đều có thể bị các nàng đụng đến cùng đau. Cho nên chỉ có thể làm cho nàng nhóm hầu hạ dần già cũng thành thói quen. Vương gia rất dũng mãnh. Đông Giao xem Linh Lung trên người xanh xanh tím tím dấu vết đỏ mặt nhỏ giọng nói. Linh Lung nghe được nhíu mày, ngước mắt xem nàng, khóe miệng nhẹ cười nói. Thế nào? Ngươi thật hâm mộ. Đông Giao xem Linh Lung không tốt sắc mặt vội hỏi. Nô tỳ không dám. Linh Lung cười lạnh. Nga thế nào không dám? Ta lúc đó chẳng phải theo nô tỳ trèo lên đến, Ngươi có phải không phải nghĩ như vậy Đông Giao đi theo Linh Lung bên người này hơn nửa tháng Linh Lung luôn luôn đều là hi hi ha ha Đừng nói bảo nổi Ngay cả câu lời nói nặng cũng chưa nói qua Nhưng Đông Giao cảm giác nàng chính là cái nhuyễn quả hồng Thật dễ dàng bị bên người nhân tả hữu Cho nên lá gan mới càng lúc càng lớn Thường xuyên châm ngòi Linh Lung cùng trưởng Tôn Ngọc Bánh quan hệ Muốn cho Linh Lung cùng trưởng Tôn Ngọc Bánh phân tâm Nghĩ đợi đến Linh Lung cùng trưởng Tôn Ngọc Bánh thật sự đấu đi lên nàng lại hợp thời đứng ra đánh vì linh lung phân ưu giải nạn danh vọng quang minh chính đại đi sở yến dường làm chủ tử trừ bỏ gia thế nàng không cảm thấy nàng so linh lung kém cái gì đã thất vương gia có thể ở linh lung gia thế không rõ thời điểm liền coi trọng linh lung kia vì sao nàng không được liền tính nàng gia thế không có linh lung cao không thể lập tức sắc phong trắc phi theo thiếp làm khởi cũng không quan trọng chỉ cần nàng nhiều cấp vương gia sinh mấy đứa trẻ mẫu bằng tử quý Trắc Phi còn không phải trong túi vị. Không thể không nói đông giao tưởng tượng rất tốt đẹp, đặt ở khác vương phủ hoặc là nhà giàu nhân gia rất có khả năng sẽ thành công, nhưng cố tình nàng không đi vương phủ khác, đến đây thất vương phủ, hơn nữa còn bất hạnh đến linh lung như vậy cái kỳ ba chủ tử bên người, vì thế cái trò này liền không thể thực hiện được. Lần đầu tiên gặp Linh Lung lộ ra như vậy không tốt ánh mắt, nói lại thẳng đánh đông dao cho tới nay ý niệm, sợ tới mức đông giao theo bản năng đùng một tiếng liền quỳ đến linh lung trước mặt dập đầu biểu trung tâm chủ tử nắm rõ nô tỳ tuyệt đối không có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng nô tỳ ti tiện không dám cùng chủ tử kim chi ngọc diệp chi khu tướng đề bình luận lị hương lăng hương mắt thấy linh lung sắc mặt không tốt vội vàng cũng đi theo quỳ xuống các nàng tuy rằng hiện tại không có đi giường tâm tư nhưng đồng dạng ở trong lòng không đủ tôn trọng linh lung này theo thông phòng nha đầu trèo lên đến trắc vương phi, nhất là ở các nàng cảm thấy linh lung chẳng sợ làm chủ tử còn nô tính không thay đổi tổng tưởng bản thân làm việc, không nhường các nàng hầu hạ sau, các nàng ở trong lòng theo bản năng còn có một loại hèn mọn cảm. Chim sẻ chính là chim sẻ, bay lên đầu cành nàng cũng thành không song phượng hoàng. Đông giao còn chưa có sao được động đã bị linh lung xem thấu tâm tư chuyện này, làm cho nàng nhóm rốt cục bắt đầu coi trọng này chủ tử, biết này nhìn qua dễ khi dễ chủ tử cũng không có các nàng trong tưởng tượng như vậy ngu không ai bằng. Linh Lung lần này không vội vã kêu khởi, cúi đầu lạnh lùng xem các nàng. Đông giao các nàng bị Linh Lung lạnh lùng ánh mắt xem cũng đã bắt đầu đầu đổ mồ hôi lạnh, cho rằng Linh Lung xem thấu các nàng tâm tư, dung không dưới các nàng muốn đem các nàng đánh giết thời điểm, Linh Lung lại đột nhiên nở nụ cười, cười một mặt hiền lành ta liền thuận miệng vừa nói theo các ngươi đùa dẫn đâu đến 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 mau đứng lên xem cho các ngươi sợ tới mức này một đám khuôn mặt nhỏ nhắn thế nào đều trắng đâu bình thường lá gan không là rất lớn sao đông giao lị hương lăng hương nháo không cho linh lung theo như lời là thật là giả ba người quỳ trên mặt đất cũng không dám động linh lung nhìn nhìn bị nàng sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ba người không tiếng động cười lạnh lão hổ không phát uy làm nàng là bệnh miêu là đi liền tính nàng là bệnh miêu, trảo các nàng này đó theo trên đầu nàng dẫm lên đi tiểu con chuột cũng bất quá là động động móng vuốt chuyện. trong lòng nghĩ tới là một lát chuyện này, trên mặt lại là một chuyện khác nhi, linh lung cười một mặt ôm nhu nói, mau đứng lên a, à, đều thất thần làm chi đâu, đều nói là đùa, hay là các ngươi giận ta? đông giao lỵ hương lăng hương thế này mới vội vàng từ dưới đất bò dậy, nô tỳ không dám, tốt lắm, đừng nóng giận ta cam đoan lần sau không nói đùa các ngươi. Lần sau ta liền đến thật sự. Linh Lung cười một mặt hiền lành nói. Mấy người vụng trộn đánh giá Linh Lung thần sắc, xem nàng vẫn là bình thường kia phó không chịu để tâm bộ dáng, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là cẩn thận rất nhiều, tiến lên dè dặt cẩn trọng cấp Linh Lung rửa mặt thay quần áo. Linh Lung tiếp tục cam đoan nàng kia không chê vào đâu được mỉm cười, thật sâu cảm thấy Oscar kiếm nàng một cái tiểu kim nhân mặc xong quần áo linh lung liền đỡ nàng kham kham bẻ gãy lão thắt lưng ra phòng ngủ sợ yến cái kia tiểu sói con tử đêm qua cũng quá đặc sao ngoan bất quá hôm nay buổi sáng coi như hắn có chút lương tâm bản thân lặng lẽ tiêu sái cũng chưa đánh thức nàng đi ngang qua bàn học thời điểm linh lung không phát hiện bản thân bút bước chân dừng một chút quay đầu hỏi cùng sau lưng nàng đông dao của ta bút là vương gia cầm đi sao đông dao vội cúi thân đáp bẩm chủ tử lời nói là vương gia hôm nay cái buổi sáng lấy đi linh lung nghe vậy gật gật đầu không nói cái gì nữa đi ra ngoài phân phó lăng hương đi cho nàng truyền lệnh điền no rồi bụng nàng muốn đi ra ngoài lãng ở đinh lan viện nghẹn hơn nửa tháng nàng mau bị nghẹn điên rồi này cổ đại giải trí hoạt động thật sự là rất bần cùng phía trước làm nha hoàng thời điểm nàng còn không biết là dù sao mỗi ngày đều phải đi theo trưởng tôn ngọc bánh bên người nghe của nàng phân phó có việc khả làm từ làm chủ tử, linh lung cảm thấy nàng đều nhanh nhàng sợ hãi. Vội một ngày, sở yến sải bước hồi phủ, tuy rằng thời tiết khô nóng, nhưng hôm nay có thể nói thượng là này hơn nửa tháng tới nay sở yến tâm tình tốt nhất lúc. Mấy ngày hôm trước hắn bởi vì cùng sở trinh đi thân cận quá, bị hắn phụ hoàng khiển trách, đã gặp vắng vẻ nhiều thiên. Phong cảnh thời điểm có rất nhiều người hâm mộ, nghèo túng thời điểm liền có rất nhiều người họa vô đơn chí cho nên sở yến này hơn nửa tháng tại triều sự thượng có thể nói là nửa bước khó đi. Hôm nay cái hắn rốt cục nương cho hắn phụ hoàng tiến hiến tươi mới ngoạn ý cơ hội biểu trung tâm. Tuy rằng không thể khôi phục đến phía trước thịnh sủng, nhưng hắn phụ hoàng rốt cục không lại tận lực vắng vẻ hắn. Trên triều đình này đầu tường thảo, thấy hắn lại có phục sủng xu thế tự nhiên không dám lại cho hắn hạ ngán chân, ngược lại lại nịnh bợ khen tặng khởi hắn đến đây sở yến đối bọn họ những người này nịnh bợ khen tặng xem thường nhưng một lần nữa đi vào hắn phụ hoàng trong mắt vẫn là đáng giá hắn cao hứng mà phương diện này còn có cái kia tiểu nữ nhân công lao vì thế trở về phủ sở yến đã nghĩ trực tiếp đi đinh lan viện đi tìm cái kia tiểu nữ nhân chương hiển hắn đối nàng ân sủng nô tỳ nô tài tham kiến vương gia lị hương lăng hương các nàng nhìn đến sở yến bước nhanh đi tới vội vàng quỳ gối hành lễ sở yến lại không thấy được linh lung bóng người không khỏi nhíu mày nói. Các ngươi chủ tử đâu? Lị Hương vội hỏi. Hồi vương gia lời nói, chủ tử đi cấp vương phi thỉnh an. Sở yến nghe vậy mày nhất thời nhăn càng sâu. Các huynh đệ đều ở làm hậu viện đánh nhau phát sầu, của hắn hậu viện làm sao lại như vậy hài hòa đâu. Sở yến cảm thấy hắn cũng rất sầu. Đi cấp bổn vương đem ngươi nhóm chủ tử tìm trở về, đã nói bổn vương có việc nhi tìm nàng. Sở yến tâm tình khó chịu đen mặt phân phó nói. Lị hương vội cuối thân xác nhận, chạy đi tìm nàng gia chủ tử. Linh lung lúc này đang ở nói với trưởng Tôn Ngọc quánh lặng lẽ nói đâu. Ngươi đã trá ra nàng khác thường tâm còn giữ cái loại này tiện tì làm cái gì? Sớm phát mại là được. Trưởng Tôn Ngọc quánh nghe Linh lung nói xong, nhíu mày nói. Linh lung cười cười. Nhân tâm cách cái bụng, Ta cho dù là đuổi rồi Đông Giao, kế tiếp vào có thể Cam Đoan không có gì tâm sao? Kỳ thực còn không phải giống nhau. Hơn nữa Đông Giao ta lưu trữ còn có dùng. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta có chừng mực. Ta cùng tỷ tỷ nói này đó không phải vì nhường tỷ tỷ phiền lòng, mà là vì cấp tỷ tỷ đề cái tỉnh, không muốn cho tiểu nhân chui chỗ trống. Trưởng tôn Ngọc Quánh nghe vậy kéo linh lung thủ cười nói: Ngươi yên tâm, ta nhãn giới không như vậy hẹp bên tai cũng không như vậy nhuyễn an tâm hầu hạ vương gia sớm một chút muốn một đứa trẻ trưởng tôn ngọc ánh vừa dứt lời ngoài cửa liền truyền đến tôn ma ma thanh âm vương phi vương gia phái nhân đi lại thỉnh trắc vương phi trở về đâu trưởng tôn ngọc ánh nghe vậy một mặt trêu ghẹo cười nhìn linh lung linh lung nháy mắt tao đỏ mặt vội vàng đứng lên cấp trưởng tôn ngọc ánh hành một cái lễ liền tao chạy trong lòng các loại mắng to sở yến cái kia đại sắc lang đêm qua không là mới đùng 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 quá, liền như vậy sốt ruột khó nén, hại nàng lại ở trưởng Tôn Ngọc Bánh trước mặt xấu hổ. Điều này cũng liền trưởng Tôn Ngọc Bánh tâm không ở trên người hắn, nếu ở trên người hắn, kia lại đại tâm cũng không có khả năng không có khúc mắt. Linh Lung nghiêm trọng hoài nghi sở yến người kia là cố ý. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 34 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com linh lung lúc trở về sở yến đang ở của nàng trước bàn học viết chữ linh lung tiến lên phụng phịu không tình nguyện hành lễ thiếp thân tham kiến vương gia sở yến tự nhiên nghe ra của nàng bất mãn bất quá hôm nay cái hắn tâm tình hảo đã nhân đã tìm trở về hắn sẽ không cùng nàng so đo cũng không ngẩng đầu lên trả lời khởi đi đi lại gia giáo ngươi biết chữ linh lung Nhật lý vạn ki hoàng tử đại lão gia thế nào còn chưa có đêm này ra nhi chơi đâu. Nàng có thể nói nếu hắn muốn dạy nàng, nàng tình nguyện không học sao? Đáp án là đương nhiên không thể nói. Vì thế Linh Lung chỉ có thể không tình nguyện đi qua. Đầu tiên là quay đầu nhìn nhìn sở yến viết tự, nàng nhìn ra lúc này không là tên của nàng, ngẩng đầu hỏi. Vương gia, ngài lần này viết cái gì? Sở yến câu môi nói lần này gia giáo ngươi viết gia tên sở yến linh lung này nàng cũng không có hứng thú học nàng có thể cự tuyệt sao linh lung lường liếc mắt một cái rõ ràng hưng trí rất cao sở yến chỉ biết bản thân cự tuyệt vô vọng giật giật khóe miệng cười gượng nói phải không này thật đúng là tự mình vinh hạnh a à. sở yến một điểm không quan tâm linh lung lời này là không phải thật tâm trực tiếp một tay lấy nàng xả đến phía trước đem bút lông nhét vào linh lung trong tay, sau đó lại nắm chặt tay nàng giáo nàng nhất bút nhất hoa viết, sở yến, hai chữ. Còn đừng nói, viết bút lông tự nhường sở yến nắm chặt viết tay so bút đầu cứng tự có cảm giác hơn. Sở yến bút lông tự là rất đẹp mắt, cùng hắn người này nhìn qua giống nhau, trong cương có nhu, trong nhu có cương, không phiêu giật lại cứng cỏi. Linh lung đi theo sở yến chính tay viết viết xem xem bước đi thần nhi. Nàng suy nghĩ, đều là hoàng tử, sở yến có hay không tranh trữ tâm đâu. Rõ ràng trừ bỏ xuất thân, hắn cũng không so người khác kém, bằng không không có khả năng nhận đến sở đế trọng dụng. Nghĩ cái gì đâu, hảo hảo viết chữ. Cách không được ngươi học không xong, viết cái lời không chuyên tâm, kiên trì bền bỉ hiểu hay không. Sở yến cảm giác được linh lung thủ bất động, cúi đầu ở nàng bên tai thấp giọng quát lớn nói. Không hiểu, vương gia đã quên thiếp thân không biết chữ sao. Linh Lung phục hồi tinh thần lại, đưa tay theo sở yến bàn tay to trung tránh ra, ông bị sở yến thở ra hơi thở huân hồng lỗ tai, ngẩng đầu trừng mắt há mồm đúng lý hợp tình phản bác. Sở yến cúi đầu xem khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ còn tại dương nanh múa vuốt khiêu khích của hắn tiểu nữ nhân không nhịn xuống, trực tiếp đưa tay nhất nắm chắc phía trước eo thon nhỏ cúi đầu hôn đi lên, cắn linh lung phấn đô đô cánh môi nhi tưởng tượng thấy hắn nhìn xem này tiểu nhân trong sách sở vẽ tranh mặt, khẽ trắng liếm hấp hàm ở trong miệng phấn môi, cắn xong rồi liếm đủ lại dùng đầu lưỡi linh hoạt khiêu khai phấn môi bên trong kia một loạt sạch sẽ chỉnh tề tiểu bạch nha, đem bản thân đầu. Lưỡi cường thế thân đi vào, đi liếm hấp nhấm nháp trước mắt này tiểu nữ nhân trên người đặt hữu hoa quả hương. Liếm lần hút hết bên trong mật nước, lại gắt gao dây dưa trụ cái kia nhát gan trơn trụi đầu lưỡi, đem nó câu xuất ra đưa bản thân miệng, dụ dỗ nó cùng bản thân rộng rãi đầu lưỡi đùa giỡn. Linh lung cái này triệt để trợn tròn mắt, phản ứng đi lại đã mau bị sở yến nghẹn đến không khí, vội vàng dùng sức đẩy ra hắn, ghé vào trên bàn há mồm thở dốc. Sở yến cũng là lần đầu tiên cùng nhân như vậy hôn nồng nhiệt, bị linh lung đẩy ra thời điểm hơi thở giống nhau có chút hỗn loạn, vì thế giữa hai người liền yên tĩnh như vậy hai phút. Thở được một hơi linh lung ngẩng đầu nhìn đến sở yến không tiền đồ đỏ mặt, lắp bắp nói. Cái kia, vương gia, ngươi xem thiên nhi cũng không sớm, chúng ta nếu không truyền lệnh đi. Sở Yến chống lại Linh Lung ánh mắt cũng có chút không quá tự tại, nâng tay che miệng ho khang một tiếng gật đầu nói. Khụ, vậy truyền lệnh đi. Linh Lung xấu hổ không thôi, vội bước nhanh đi ra ngoài phân phó nhân truyền lệnh. Nàng cũng không biết động hồi sự nhi, rõ ràng giường đều thường, cũng không gặp mặt nàng hồng tâm khiêu, không phải là tiếp cái hôn sao. Mặt nàng hồng tâm khiêu cái rắm A. Xem xét ngươi về điểm này tiền đồ, quả thực cấp 21 tân thời đại nữ tính dọa người, không phải là cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt thôi. Là cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt đi. Linh lung một bên ở trong lòng kinh bỉ bản thân một bên tìm tòi nghiên cứu này cao thâm vấn đề, ai bảo nàng đời trước cũng chưa thể hội mạnh hôn là cái gì cảm giác đâu. Bất quá đời này nàng cảm nhận được. Cảm giác hít thở không thông. Đông dao vốn đứng bên ngoài gian hầu hạ, nhìn đến linh lung đỏ mặt thần bí lẫm nhẫm xuất ra, bước lên phía trước hỏi. Chủ tử ngài như thế nào? Là thân mình không thoải mái sao? Mặt thế nào như vậy Hồng? Muốn hay không thỉnh thái y đến xem? Linh lung nghe vậy nhất thời mặt càng đỏ hơn, vội vàng lắc đầu nói. Ta không sao, chính là có chút nóng, phân phó truyền lệnh đi. Là. Đông Giao nghe vậy tuy rằng trong lòng còn có nghi vấn, nhưng bởi vì đừng hôm nay Linh Lung dọa đến cũng không dám lại nhiều hơn hỏi, vội lên tiếng trả lời lui ra, đi phân phó nhân truyền lệnh. Linh lung xuất ra sẽ không dám lại trở về, nàng luôn cảm thấy nàng cùng sở yến ở bên trong không khí có chút quỷ dị. Sở yến cũng không ngựa thượng cùng đi lại, mà là bản thân viết nổi lên chữ to, bình phục bản thân đồng dạng kích động tâm tình. Cho đến khi bữa tối truyền đến, hai người mới vừa rồi lại gặp, cùng nhau yên tĩnh dùng xong bữa tối. Bữa tối qua đi tự nhiên vẫn là tắm rửa thay quần áo bất quá lần này sở yến không lại vì phương bắc tỉnh thủy bản thân trước làm cho người ta hầu hạ tắm rửa mới nhường linh lung đi tẩy linh lung tắm rửa xong lúc đi ra sở yến đang ngồi ở trước bàn học đọc sách nhìn đến nàng xuất ra liền để xuống thư ngẩng đầu nhìn nàng linh lung bị sở yến kia quái dị ánh mắt xem hoảng hốt làm không rõ hôm nay hai người bọn họ trong lúc đó không khí làm sao lại luôn luôn như vậy quỷ dị đâu linh lung chịu không nổi sở yến ánh mắt vội hỏi vương gia, nếu không chúng ta nghỉ ngơi đi. Sở yến lại nương ngọn đèn nhìn nàng một lát mới vừa rồi đứng lên ứng thanh, ân. Sau đó đi đầu hướng về phòng ngủ mà đi. Linh lung cúi đầu theo sau, xem sở yến thoát hài lên giường, bản thân mới đi theo đi đi lên. Linh lung chớp của nàng mắt to xem giường đỉnh ngẩn người, nàng hôm nay tỉnh ngủ thời điểm đều nhanh giữa trưa, hiện tại nàng đánh giá nhiều nhất 9 giờ tối, nàng làm sao có thể ngủ được sau đó linh lung rất nhanh sẽ phát hiện sở yến cũng giống như nàng ngủ không được ở đủ để có thể ngủ hạ năm sáu cá nhân trên giường lớn phiên hai cái thân vẫn là áp đến trên người nàng nhưng hôm nay sở yến thủy chung là không bình thường hắn áp đến trên người nàng chuyện thứ nhất không là thoát quần áo của nàng mà là lại đối với của nàng miệng cắn xuống dưới linh lung cảm thấy các nàng trong lúc đó quá dị không khí chính là theo sở yến đột nhiên thân nàng bắt đầu bế nhanh khớp hàm không nhường hắn đạt được kết quả lại bị sở yến cắn miệng, đau tê một tiếng, buông lỏng ra khớp hàm, vẫn là nhường sở yến người kia đạt được, đưa hắn nói ngọng hoạt vào miệng mình lý. Linh lung rất muốn cũng cắn hắn một ngụm, chỉ tiếc có tà tâm không tạc đảm nhi. Chỉ có thể tùy ý sở yến đối với của nàng miệng cắn, lần này sở yến phản phất nắm giữ kỹ xảo so lần trước cắn càng thêm cẩn thận hữu lực, quả thực không cho nàng một chút ít cự tuyệt cơ hội. Linh lung bị hắn cắn mơ mơ màng màng tưởng, đại khái trên cái này thế giới thật sự có thiên tài người như thế đi, vô luận cái gì vậy chỉ cần học một lần, lần thứ hai có thể thông hiểu đạo lý, mà sở yến chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Lại sau linh lung mơ mơ màng màng ngồi trên thuyền nhỏ nhi, thổi qua dòng suối nhỏ, đảng quá hồ nước, buông hướng biển lớn, theo sóng gió ở trên biển phiêu đảng, khi cấp khi chậm, khi kinh khi trọng, khi phiêu khởi khi rơi xuống. Phản phản phục phục, không thấy ngừng lại thân ở trong đó, lúc đầu kinh hoảng vô thố, lại chi thoải mái thoải mái, lâu chi buồn ngủ. Cho đến khi thuyền nhỏ phía dưới du quá cự kình không cả thuyền thượng người ở nó đất bàn thoải mái ngủ say, ra sức bốc lên kinh khởi một mảnh sóng to, hướng về thuyền nhỏ đột nhiên đập xuống, hiểm hiểm đem buồn ngủ linh lung chết đuối ở cùng phong sóng to trung, trận này trên biển đường xá mới vừa rồi đến điểm cuối, cập bờ ngừng thuyền. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 35 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Xong việc như sau hai người đều ra một thân mồ hôi, kêu thủy tắm rửa sau mới một lần nữa lên giường ngủ. Linh lung không sợ yến như vậy có tinh thần, vừa lên giường ngã đầu liền ngủ. Nàng nhưng là loán thoáng nghe được sở yến ở nàng bên tai liên miên lại nhảy nói nhiều nói, nhưng cụ thể nói gì đó có lẽ lúc đó nàng là nghe xong, chẳng qua một giấc ngủ tỉnh liền đã quên. Linh lung trợn mắt không thấy được sở yến chỉ biết hắn là đã đi vào triều, không khỏi ở trong lòng cảm tháng này tiểu thí hài nhi càng ngày càng hội làm việc, rốt cục biết nàng buổi tối thỏa mãn của hắn không dễ dàng, buổi sáng đều là lặng lẽ tiêu sái, không quấy rầy nàng ngủ bù. Linh lung như củ đỡ của nàng lão thắt lưng gọi người tiến tới hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Sở yến kia tiểu thí hài nhi quả thực rất có thể dằn co liên tục hai buổi tối làm nàng khả sức lực ép buộc cũng không sợ thận mệt. Sợ yến thận mệt không mệt linh lung là không biết, dù sao nàng là cảm thấy nàng thận đã mệt, cần đại bổ. Nàng muốn ăn lộc nhung, tổ yến, kê, okay, hải sâm, mai rùa, nhũ cáp, ba ba giáp. Linh lung nhất nhất tan vỡ bản thân nghe nói qua thuốc bổ. Đông giao nghe được trợn mắt há hốc mồm, nuốt ngụm nước miếng gian nan nói. Chủ tử ngươi xác định thật sự muốn ăn mấy thứ này sao? Linh Lung nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày nói. Ân, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Đông Giao vội vàng lắc đầu. Không, chính là vương gia biết ngài như vậy xa xỉ có phải không phải không tốt lắm. Linh Lung cười cười. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Cho ngươi đi, ngươi phải đi nhường phòng bếp chuẩn bị cho ta là được. Đông Giao cảm thấy bản thân hảo tâm bị người trở thành lòng lan dạ thú, nghe vậy cũng không nói thêm nữa trực tiếp chạy đi sai người đi bị thiện truyền lệnh chuyện này luôn luôn đều là lăng hương phụ trách bình thường linh lung điểm đồ ăn đều rất bình dân giá rẻ hôm nay cái đột nhiên như vậy xa xỉ đứng lên lăng hương cũng lắp bắp kinh hãi nghe được đông giao nói xong nhất nhất ghi nhớ sau nhìn không được nhỏ giọng hỏi nàng chủ tử hôm nay cái như thế nào thế nào đột nhiên khẩu vị lớn như vậy có phải không phải có tin tức Đông Giao lúc đầu đầu tiên là cả kinh, lập tức nghĩ đến Linh Lung theo trong cung trở về mới hơn nửa tháng, tổng cộng cũng liền hầu hạ thất vương gia ba lần, chỗ nào nhanh như vậy có tin tức a? Hơn nữa Đinh Lan viện gần nhất lại không truyền quá Thái Y, có hay không các nàng không biết Linh Lung không giống với cũng sẽ không biết sao. Cho nên muốn đến hẳn là không là, chỉ là không biết các nàng này chủ tử lại ở làm cái gì yêu thiêu thân. Ngày đó cũng là, cũng không biết nàng ở phòng bếp nhỏ đã làm gì thất vương gia đi một thoáng chốc liền đen mặt thở phì phì tiêu sái phạt nàng cấm đoán thất vương gia luôn luôn tiết kiệm chính trực hơn nữa ai chẳng biết nói năm nay phương bắc đang ở nháo nạn hạn hán các loại vật tư đều khan hiếm nàng như vậy ép buộc còn không biết muốn thế nào chọc thất vương gia phiền chán đâu đông dao trong lòng trung nghĩ như thế loáng thoáng có chút vui sướng khi người gặp họa muốn xem kịch vui tâm tư bất quá trên mặt cũng là không từng biểu lộ ra đến cười nói nghĩ đến hẳn là không phải chủ tử hôm nay khả năng chính là chuyển sàm đã chủ tử phân phó ngươi liền chạy nhanh đi truyền đi lăng hương nghe vậy cũng không ở nhiều lời gật gật đầu đáp được rồi xoay người đi thay linh lung truyền lệnh thất vương phủ đại trù họ giang danh chấn lăng hương bọn họ đều tôn xưng hắn một tiếng giang sư phụ ngày hôm đó lăng hương đến phòng bếp trước cùng giang chấn hỏi hảo liền hướng thường ngày đem linh lung muốn vài thứ kia báo xuất ra Giang chấn nghe vậy có chút khó xử nói hôm nay cái trắc vương phi muốn hàng hóa chỉ sợ không tốt lắm thượng vừa tới làm đứng lên tương đối phức tạp lúc này đã mau buổi trưa chờ làm xong sợ muốn bị đói nhi trắc vương phi thứ hai trắc vương phi muốn mấy thứ này có một chút trong vương phủ cũng không có bị nếu không lăng hương cô nương ngươi trở về cùng trắc vương phi bẩm báo một tiếng đổi điểm khác hoặc là đợi đến bữa tối lại dùng này đó. Lăng Hương Đỗ cũng biết Linh Lung muốn nhiều lắm, đại đa số cũng không phải thông thường đồ ăn, Lý Giải nói. Một khi đã như vậy, kia Lăng Hương trở về đi trước hỏi qua chủ tử lại nói. Lần này Lăng Hương đi mau hồi cũng mau, Linh Lung nghe được Lăng Hương bẩm báo gật đầu nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi khiến cho hắn trước ấn ta hôm qua cái ăn trước cho ta đến một phần điếm bụng. Ta muốn này đó, chờ đến buổi tối trở lên tốt lắm. Lăng Hương lại chạy tới phòng bếp cùng Giang Chấn nói Linh Lung ý tứ, đợi đến Giang Chấn đem Linh Lung hàng hóa làm tốt, mới vừa rồi mang theo hàng hóa trở về. Mà bên này Lăng Hương vừa đi, Giang Chấn liền lập tức phái người đi tiền viện chờ. Người đi tiền viện thủ, xem vương gia đã trở lại, vụng trộn đem trắc vương phi muốn này này nọ báo cho ngươi Trần Gia Gia, nhìn xem làm sao bây giờ. Giang Chấn phân phó phòng bếp chân chạy liễu sinh nói trưởng Tôn Ngọc Ánh vừa vào phủ liền đã có thai, sở yến coi nàng cần tỉnh dưỡng vì từ căn bản không làm cho nàng nắm giữ trong vương phủ quỷ, vốn là Tôn Ma Ma ở quảng, sau này Tôn Ma Ma đều đến trưởng Tôn Ngọc Ánh bên người sau, không có chọn người thích hợp, sở yến liền bản thân ở quảng. Hắn quý phủ dân cư đơn giản, các chức vụ người trên đều các tư này chức, thông thường dùng là hắn quản chuyện cũng không nhiều. Nhưng lần này Linh Lung muốn có vài thứ quý phủ không có, hơn nữa giá sang quý, ai cũng mặc kệ một mình làm chủ đi mua, bằng không đợi cho cuối tháng sở yến kiểm toán bọn họ không có biện pháp giao cho, cho nên phải nghe sở yến phân phó. Sở yến này hai ngày mọi việc thuận lợi, đã không cần lại đi sớm về tối, buổi trưa vừa qua khỏi liền mang theo trần phúc đỉnh nóng bừng mặt trời chói chang mồ hôi nóng đầm đìa trở về phủ. Liễu sinh thừa dịp Trần Phúc hầu hạ sở yến thay đổi thường phục bản thân hồi ốc thay quần áo công phu đem gian chấn phân phó đều cùng Trần Phúc giao cho. Trần Phúc nghe vậy nhíu nhíu mày nói. Đi, ta đã biết. Ngươi thả chờ, ta đi bẩm báo một tiếng. Trần Phúc thay đổi quần áo, vào thư phòng, đứng ở đang ở lật xem sách cổ sở yến trước mặt đem Linh Lung muốn này nọ thời điểm báo xuất ra. Sở yến nghe được Linh Lung muốn gì đó, hơi hít mắt lại trầm mặt một lát, cuối mâu âm thanh lạnh lùng nói. Đã trắc Vương Phi muốn, vậy nhường đầu bếp đi làm, không có nguyên liệu nấu ăn liền đi ra ngoài mua. Sở Yến nói xong liền lại cầm lấy quyển sách trên tay tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc xem lên. Trần Phúc nghe được Sở Yến nói như vậy ngẩn người mới phương ứng đi lại, ứng thanh, "Là, sau đó xoay người đi ra ngoài phân phó." Hắn nguyên tưởng rằng hắn gia chủ tử sẽ đi khiển trách Trắc Vương phi một chút, liền tính không tự mình đi cũng sẽ phái người đi báo cho một phen. Dù sao hiện tại phương Bắc nạn hạn hán, các loại vật tư đều cung không đủ cầu, liền ngay cả hoàng cung đều ở tỉnh y ăn uống điều độ. Hắn gia chủ tử lại luôn luôn nghiêm cho kiềm chế bản thân, bản thân trong viện nhân tại đây loại khẩn yếu quan đầu như vậy có thể ép buộc, khẳng định là muốn tức giận. Kết quả bề ngoài giống như là hắn suy nghĩ nhiều. Mà buổi tối thật sự ở trên bàn cơm gặp được nàng muốn kia một bàn thuốc bổ linh lung cũng có chút há hốc mồm, này có phải không phải có chỗ nào không thích hợp. Cùng nàng tưởng tượng một điểm đều không giống với. Kỳ thực linh lung chính là cố ý ở làm bởi vì ngày hôm qua nàng cùng sở yến trong lúc đó không khí rất quỷ dị, luôn cảm thấy muốn phát sinh chút gì bất thường sự tình xuất ra, tỉ như sở yến yêu nàng cái gì cái gì. Nàng không nghĩ làm sở yến bạch nguyệt quang, không muốn làm này vương phi hậu viện về sau bia, quyết định trước làm cho bọn họ lưỡng tách ra vài ngày, bình tĩnh bình tĩnh. Chờ kia sợi quỷ dị không khí trôi qua lại cùng sở yến ở chung. Cho nên mới hội cố ý tại đây loại khẩn yếu quan đầu làm tử soát đại bài, nghĩ lấy sở yến tính nết định là muốn giận giữ hung của nàng, cảm thấy nàng không làm thị sủng mà kêu, sau khẳng định lại hội đem nàng đông lạnh đứng lên. Nhưng mà bề ngoài giống như kết quả cùng nàng nghĩ tới có chút không quá giống nhau. Xem trước mặt một bàn lớn tử nàng một chút đủ nhân gia phổ thông nhân gia ăn đã nhiều năm hỏa thực phí, linh lung ở sâu trong nội tâm nảy sinh nồng đậm tội ác cảm. Suy suốt ngồi ở trước bàn cơm đối với một bàn sơn trân hải vị khó có thể nuốt xuống bất quá sở yến đổ thật sự liên tục vài ngày rỗi lại đến tìm nàng, Linh Lung suy nghĩ, của nàng kế hoạch hẳn là thành công, sở yến tức giận, cảm thấy nàng không làm, không đáng giá hắn tốn tâm tư sủng ái. Linh Lung suy xét quá ngày đó sở yến vì sao nhìn qua đối nàng như vậy tình ý triền miên. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tiến cung đi giúp hắn chiếu cố vương thái hậu, được vương thái hậu niềm vui, cho hắn ở sở đế trước mặt dài quá mặt mũi lại ở trong cung cứu hắn mẫu phi một mạng, xuất ra về sau tuy rằng có chút khuyết điểm, nhưng lại dùng một chi kỳ quái bút thay hắn giải quyết quấy nhiễu hắn nửa tháng nan đề. Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được, sở yến một ngày trước còn vẽ mặt cầu xin sầu hảo giống muốn nhảy sông dường như. Buổi sáng theo nàng nơi này cầm đi của nàng bút, buổi chiều vừa hồi phủ liền thẳng đến của nàng địa bàn, hơn nữa sắc mặt đã hảo đến nàng cho hắn bãi sắc mặt cũng không cùng nàng so đo, còn tốt hơn tâm giáo nàng tập viết, tình ý truyền miên cùng nàng hôn môi, buổi tối ngay cả đùng 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 đều ôn nhu không ít, đùng xong rồi còn có tâm tình cùng nàng nằm trên giường nói nhỏ. Sở yến muốn không phải là bởi vì nàng giải quyết quấy nhiễu hắn nửa tháng nang đề, đầu nàng xoay xuống dưới cho hắn làm cầu đá. Tống thượng sở thuật, nàng là như vậy vĩ đại, như vậy hiền lương thuộc đức, không chỉ có biết chuyện có khả năng, còn có thể vi phu quân xếp ưu giải nạn, sở yến đương nhiên muốn bắt nàng làm hiền vợ thân là một cái trắc phi, Linh Lung cảm thấy nàng cần phải có chức nghiệp tiết tháo, hiền vợ đó là trưởng Tôn Ngọc Quánh bản chức công tác, liền tính trưởng Tôn Ngọc Quánh không có hứng thú, khi nàng cũng không có hứng thú. Cho nên giờ phút này không lên tử, chờ đợi khi nào. Kết quả tử là tác thành, chính là cũng ở trong lòng gia tăng rồi thật sâu tội ác cảm, cuộc sống hàng ngày khó an, cho là vì để cho mình ngày dễ chịu điểm, cũng vì để cho mình có thể hảo hảo ăn bữa cơm, ngủ ngon. Linh Lung quyết định vì giúp nạn thiên tai làm một phần cống hiến, đem bản thân toàn bộ của cải quyên đi ra ngoài cứu tế nạn dân. Đương nhiên chuyện này khẳng định không thể coi nàng danh nghĩa đến làm, bằng không vạn nhất sở yến kia tiểu thí hài nhi não động lớn đến, cho rằng nàng ngày đó chẳng qua là nhất thời cân não động kinh cho nên mới phạm cái loại này không có chừng mực chuyện này, dễ dàng liền tha thứ nàng, hơn nữa đem nàng muốn đem bản thân toàn bộ gia sản quyên đi ra ngoài giúp nạn thiên tai trở thành tấm lòng son càng thêm thưởng thức nàng, khi nàng làm tử chẳng phải là liền bạch làm. Loại này chuyển khởi tảng đá kéo tạp bản thân chân chuyện ngu xuẩn nhi, Linh Lung tỏ vẻ nàng mới sẽ không làm đâu. Cho nên Linh Lung tưởng biện pháp tốt sau còn có chạy tới thế an viện, nàng muốn đi chập trần trưởng Tôn Ngọc Quánh cùng nàng cùng nhau cứu tế nạn dân, sau đó đều lấy trưởng Tôn Ngọc Quánh danh nghĩa, như vậy không phải hoàn mỹ. Linh Lung không biết, trưởng Tôn Ngọc Quánh so với Linh Lung phải biết rằng nhiều. Hoàng gia giúp nạn thiên tai không có Linh Lung tin tưởng đơn giản như vậy, không là các nàng nghĩ ra tiền có thể ra, cái này cần coi trọng mặt ý tứ. Bằng không tên bắn chim đầu đàn, bất quá xem Linh Lung như vậy chấp nhất, trưởng Tôn Ngọc Bánh quyết định đến hỏi hỏi sở yến, nghe một chút sở yến ý tứ. Nếu có thể quyên đương nhiên không còn gì tốt hơn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 36. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cứu tế nạn dân là chuyện tốt nhi, nhưng phụ hoàng cùng hoàng huynh nhóm cũng chưa làm, chúng ta quý phủ trước biểu hiện danh không ổn, bổn vương biết vương phi cũng là hảo tâm, đợi đến phụ hoàng hạ lệnh cứu tế nạn dân thời điểm, bổn vương hội mang theo vương phi tâm ý. Hiện tại vương phi đi về trước hảo hảo dưỡng thai đi. Sở yến mặt không biểu cảm nói xong liền hạ lệnh trục khách trưởng Tôn Ngọc Ánh kỳ thực đã sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả, nghe vậy cũng không nhiều thất vọng, gật đầu quỳ gối cuối người hành lễ cáo lui. Mà trưởng Tôn Ngọc Ánh vừa đi, sở yến lập tức liền phái người đi tra xét. Từ hắn cùng sở trinh đi gần sau, trưởng Tôn Thái phó cái kia lão hồ ly chỉ biết hắn sẽ không cùng lão lục sở dực đứng ở một cái tuyến thượng, không thiếu đi theo sở dực bọn họ cho hắn hạ ngán chân. Trưởng Tôn Ngọc Quánh vô duyên vô cớ đột nhiên đã chạy tới nói với hắn nàng nghĩ ra tiền cứu tế nạn dân, không phải do hắn không nhiều lắm tưởng. Nhưng nếu bàn về Vương phủ hắn chỗ nào an trí cơ sở ngầm nhiều nhất, thế an viện tuyệt đối là cái thứ nhất, bởi vậy bất luận trưởng Tôn Ngọc Quánh hành động này là vì hà mà đến sở yến tra đứng lên đều dễ dàng. Đi điều tra nhân rất nhanh sẽ đã trở lại lúc đó sở yến đang ở cùng tưởng minh đức thương nghị thế nào giúp sở đế xếp ưu giải nạn giải quyết sở quốc phương bắt mấy năm liên tục nạn hạn hán vấn đề bọn họ trong khoảng thời gian này luôn luôn xem xét sách của chính là muốn tìm tìm xem các đời lịch đại có hay không giải quyết vấn đề này phương pháp bất quá luôn luôn cũng không tiến triển khởi bẩm vương gia nô tài hỏi qua thái phó phủ gần nhất vẫn chưa cùng vương phi thông tính nhưng là chắc Vương Phi hôm nay cái buổi sáng chuyển nhất thùng này nọ đi qua Vương Phi nơi đó cùng Vương Phi hai người ở trong phòng một mình nói một hồi lâu lời nói. Lúc này Vương Phi đi trở về, lại sai người đem kia cái rương cấp chắc Vương Phi đưa trở về. Sở Yến nghe vậy ngẩn người, hắn không nghĩ tới là Linh Lung chủ ý, nếu mày nghĩ nghĩ vẫy lui đến bẩm báo hạ nhân, vẫn chưa nói thêm cái gì tiếp theo cúi đầu cùng tưởng Minh Đức thương nghị, ý đồ tìm ra một cái có thể vĩnh cửu giải quyết phương bắc nạn hạn hán biện pháp. Tuy rằng hiện tại hắn đã bị hắn phụ hoàng một lần nữa phục dùng xong, nhưng hắn phụ hoàng rõ ràng vẫn là đối hắn mang theo thành kiến, hắn cần làm càng nhiều hơn sự tình đến thu hoạch hắn phụ hoàng khẳng định cùng sủng ái. Hắn cùng hắn này hoàng huynh không giống với, bọn họ đều có sau lưng gia tộc duy trì, hắn không có gì cả, chỉ có thể dựa vào đế vương sủng ái, như vậy tài năng phát triển bản thân càng nhiều hơn thế lực, tương lai đối cái kia vị trí có liều mạng lực tuy rằng sở yến lúc này nhìn qua không có gì tỏ vẻ bất quá vào lúc ban đêm vẫn là lại bước vào đinh lan viện linh lung không biết là bản thân làm chuyện tốt lại bị sở yến phát hiện chỉ làm sở yến đã bị nàng khí thói quen có miễn dịch lực lần này tức giận chỉ sinh dâm ba ngày liền nguôi giận nghe được hắn muốn đi lại tuy rằng rất bất đắc dĩ nhưng vẫn là phân phó nhân chạy nhanh chuẩn bị sở yến cái ăn đồ dùng Hảo lần này đến đây Sở Yến không lại đối nàng tình ý truyền miên, sắc mặt không tính khó coi cũng không được tốt lắm xem, chính là bình thường giống nhau băng sơn mặt. Sở Yến tới được thời điểm cũng đã là cơm điểm, đến đây cũng không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp truyền thiện ăn cơm, ăn xong một trước một sau tắm rửa, tắm rửa xong lên giường đùng đùng đùng. Lần này đùng 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 thật phù hợp linh lung đối Sở Yến cái nhìn, trung quy trung cũ, không có rất ngoan cũng không có rất ôn nhu, chính là nàng tại hạ sở yến ở thượng, kéo lên cái màn giường vừa thông suốt hồ trạc kinh xuất. Nhất thất cảnh xuân qua đi, sở yến ra một thân mang theo nam tính độc hữu nội tiết tố hơi thở thối hãn, nàng cũng đổ mồ hôi đầm đìa nguyễn thành thủy. Linh lung chỉ có ở vào thời điểm này mới không thể lừa mình dối người tự dụ bản thân là cái 26 lão a di sở yến chính là cái mười mấy tuổi tiểu thí hài nhi. Dù sao thực lực chứng minh rồi hết thảy, nàng chính là không được đùng hoàng sau hai người lại muốn thủy rửa mặt rửa mặt hoàng lên giường ngủ linh lung chịu đựng mỏi mệt nỗ lực kiếm một lát ánh mắt tự ngược muốn nghe xem sở yến muốn thế nào hướng nàng kết quả đợi một hồi lâu sở yến đều không có mở miệng tính toán linh lung đã mau vây đã chết quyết định không đợi ngủ ngủ ngươi về điểm này này nọ giúp không bao nhiêu nạn dân sở quốc phương bắt mấy năm liên tục nạn hạn hán vì nay chi kế hay là muốn tưởng cái kế lâu dài mới được sở yến là thật làm thực sự cái loại này nhân tuy rằng luôn luôn trầm tư suy nghĩ giải quyết nạn hạn hán vấn đề có lấy lòng hán phụ hoàng ý tứ ở nhưng là là thật tưởng phải nhanh một chút giải quyết nạn hạn hán vấn đề này nhưng sở quốc dân chúng không cần hàng năm chịu khổ nằm ở trên giường như là ở nói chuyện với linh lung lại muốn là lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói linh lung cũng đã mau đang ngủ nghe được sở yến thì thào tự nói mơ mơ màng màng trong đầu kỳ thực cái gì cũng chưa tưởng chỉ là nghe được phương Bắc nạn hạn hán theo bản năng nghĩ tới Nam Thủy Bắc Điều đi tạp hạ miệng mơ hồ nói vậy Nam Thủy Bắc Điều a nói xong liền trở mình đi tiếp ngủ kết quả lại bị nhân từ phía sau một phen túng lên linh lung nhất thời bị làm tỉnh lại một đôi mê mông mắt to đột nhiên mở mờ mịt cả kinh nói như thế nào như thế nào đi lấy nước sao sở quốc năm nay đại hạn có lẽ bởi vì rất là nguyên nhân thật dễ dàng châm lửa Linh Lung đột nhiên bị sở yến theo sau lưng bắt lại còn tưởng rằng cháy đâu, nhất chân đã nghĩ xuống giường hướng ngoài cửa chạy. Kết quả lại bị sở yến từ phía sau một phen túng trụ, xả trở về, xoay qua thân mình mặt đối mặt xem hắn. Linh Lung lúc này cũng đã thấy rõ ràng, trong phòng cũng không có cháy, bên ngoài cũng không có tiếng kinh hô. Cho nên đại khái là không có chuyện gì, nâng tay vỗ vỗ bản thân cao ngất tiểu bộ ngực, trấn an trấn an bản thân yếu ớt trái tim nhỏ, ngẩng đầu một mặt u oán xem đột nhiên đánh thức của nàng sở yến, bất mãn nói. Vương gia, ngươi buổi tối khuya không ngủ được là muốn làm chi? Sở yến ánh mắt sáng ngời xem nàng, trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Linh lung xem sở yến buổi tối khuya mắt mạo kim quang xem nàng, nếu không là bọn họ mới đùng 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 quá, nàng nhất định nhi cho rằng sở yến là cơ khác, muốn ăn nàng. Nhưng bọn hắn đích xác vừa đùng quá, cho nên hẳn là chẳng phải muốn tìm bất mãn vấn đề linh lung không hiểu ra sao hồi tưởng nàng vừa rồi nói gì đó nhường hoàng tử đại lão gia này hơn nửa đêm cùng phát ra tình dường như hưng phấn như vậy kết quả hoàn toàn nghĩ không ra dù sao nàng vừa rồi cũng đã tiến nhập giấc ngủ linh lung thành thật đối sở yến lắc đầu thiếp thân vừa rồi ngủ mơ hồ không biết bản thân nói gì đó không chắc chính là câu nói mớ vương gia đừng tưởng thật cũng đừng cùng thiếp thân loại này kiến thức sắc trời không còn sớm vương gia nay mai còn phải sáng sớm vào triều sớm một chút nghỉ ngơi đi linh lung nói xong đã nghĩ nằm về trên giường tiếp ngủ sở yến người kia tuổi trẻ thể tráng tinh lực tràn đầy nàng nhân không lão tâm già đi so ra kém sớm một chút nghỉ ngơi ngươi vừa nói nam thủy bắt điều có ý tứ gì sở yến kích động lôi kéo linh lung chính là không nhường nàng ngủ kỳ thực theo mặt chữ ý tứ sở yến cũng có thể lý giải là có ý tứ gì hắn chỉ là không biết này ý tưởng phải như thế nào thực thi, bởi vậy đương nhiên phải hỏi nói lời này nhân. Linh lung nghe vậy sửng sốt, ha ha cười gượng nói. Cái kia, thiếp thân nói sao? Không có đi. Hẳn là vương gia nghe lầm. Mắt thấy Linh lung vậy mà tại đây loại chuyện trọng yếu thượng còn cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, sợ yến tức giận, đen mặt giáo huấn. Đừng cùng bổn vương pha trò, đã có ý tưởng, sự tình quan dân sinh đại kế vì sao phải muội cất giấu, hay là ngươi tưởng cứu tế nạn dân cái gì đều là giả, chỉ là làm bộ dáng cấp bổn vương nhìn xem hay sao. Linh lung xem sở yến mặt đen, nàng biết nàng lúc này nếu dám gật đầu, phỏng chừng sẽ không là thất sủng một trận, mà là thất sủng cả đời. Nàng còn tưởng muốn cái cục cưng đâu, liền tính không vì cục cưng, kỳ thực nàng cũng tưởng giúp giúp, giúp sở quốc nạn dân. Nhưng không là nàng muội không muốn nói, Trọng điểm là nàng là thật không biết a à, Nam Thủy bắt điều nói dễ dàng, khi công trình to lớn lắm, cũng không phải tước trăng chiếc đũa giường như đơn giản như vậy. Nàng rắm chó không kêu, có thể nói cái gì? Không là thiếp thân tưởng muội tức giấu, mà là thiếp thân chỉ là có như vậy một cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng thôi, ngay cả hoàng thượng các đại thần đều giải quyết không được sự tình, thiếp thân một cái nữ tắc nhân gia, sao có thể giải quyết? Sở Yến không tán thành nói vì nước xuất lực chẳng phân biệt được nam nữ nam tử cùng nữ tử khác nhau trong người không ở tâm nếu như ngươi thực sự tốt ý tưởng nói ra giao cho chúng ta nam tử đi làm như vậy mới càng có thể thể hiện trên đời nam nữ cùng tồn tại ý nghĩa có tài hoa cùng năng lực nữ tử không thể so nam tử kém sở yến lời nói này đổ thật sự là nhường linh lung đại mở nhãn giới hắn không nghĩ tới sở yến nhìn qua như vậy bản bảo thủ một người tư tưởng vậy mà sẽ như vậy khai hóa Giờ khắc này Linh Lung đột nhiên cảm thấy nếu sở yến làm đời sau đế vương cho là sở quốc chi hạnh, hội dẫn dắt sở quốc phàn hướng một cái cao phong. Được rồi xem ở sở yến như vậy có hiểu biết phân thượng, nàng liền đem nàng biết đến lý luận tri thức đều nói thôi. Linh Lung bãi chính thân mình, xem tha thiết mong xem của hắn sở yến tiểu chó săn, khụ khụ ho khang hai tiếng chuẩn bị bắt đầu của nàng diễn thuyết. Cái kia nam thủy bắt điều đi, danh như ý nghĩa, chính là đem phía nam thủy dẫn tới phương bắc đến. Nói xong Linh Lung dừng lại xem sở yến. Sở yến cho rằng Linh Lung sợ hắn không hiểu, tuy rằng đối với này tiểu nữ nhân vậy mà như thế xem nhẹ của hắn chỉ số thông minh thật bất mãn, bất quá lúc này cũng không phải so đo loại này việc nhỏ như thời điểm, gật gật đầu, ân một tiếng nói. Sau đó đâu? Linh Lung trong nháy mắt. Sau đó sắc trời không còn sớm, vương gia chúng ta nghỉ ngơi đi. Linh Lung nói xong lại muốn nằm về trên giường. Sở Yến một phen giữ chặt nàng, nhíu mày nói. Ngươi cấp gia đợi chút, trước tiên là nói xong rồi, minh vóc ngươi ngủ một ngày gia cũng không quản ngươi. Linh Lung đều nhanh vây đã chết, vĩ khuất cao cái mũi. Thiếp thân đã nói xong a. À. Sở Yến ngẩn người, không thể tin nói. Cái này nói xong. Linh Lung trùng trùng gật đầu lấy biểu đạt chân thật tính. Ân, xong rồi. Sở Yến không nói gì, nhíu mày nói. Trọng điểm là Thủy thế nào đi lại A. À? Linh lung một mặt thương hại xem trước mặt Sở Yến, tiểu tử này là vội ngu chưa kìa. Thủy đương nhiên là từ trên đất chảy qua đến A, à, cũng không thể theo thiên thượng ngồi máy bay bay tới đi. Trước kia xem rất thông minh một cái tiểu tử A, à, thế nào đột nhiên chỉ số thông minh liền theo chính 200 điệu đến phụ 200 đâu. Thật đáng thương. Linh lung một mặt thương hại xem bản thân trước mặt ngốc hưu bào. Theo trên đất chảy qua đến A. Sở Yến. Sở Yến đen mặt xem Linh lung không nói chuyện. Linh lung cho rằng chỉ số thông minh là số âm Sở Yến còn chưa có nghe hiểu. Dơ lên hai tay đến khoa tay múa chân nói. Lát tơ thiêu giống như vậy lấy A lấy A. Lấy một cái thật dài đại câu. Nhưng thủy theo địa hạ theo đại câu chảy qua đến. Đã hiểu sao? Sở Yến lấy câu đương nhiên muốn dùng sẻn, bằng không lấy tay bào sao. Này tiểu nữ nhân là lúc hắn là ngốc tử sao. Quên đi hắn cũng không cần trông cậy vào này tiểu nữ nhân, hoặc nhìn nàng là thật không có gì ý tưởng, nay mai hắn lại cùng tưởng minh đức thương nghị một chút phương pháp này có thể làm tính. Nếu thật sự muốn lấy thông một cái thông sở quốc Nam Bắc Hà cần thế nào thực thi? Sở Yến Lý lẽ rõ ràng suy nghĩ trực tiếp xoay người nằm xuống ngủ đi. Linh lung bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 37 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nô tài tham kiến Trắc Vương Phi, cấp Trắc Vương Phi Thỉnh An. Trương Hỷ vào nhà cười hì hì cấp Linh Lung cúi chào nhi hành lễ Thỉnh An. Linh Lung lười biến tà tựa vào nhuyễn tháp thượng nắm bắt mễ cô tiểu thịt móng vuốt ngoạn, đối với Trương Hỷ xua tay nói. Mau đứng lên đi, không cần đa lễ cười vui vẻ như vậy chẳng lẽ là có cái gì việc vui không thành đi lại cho ta báo tin vui lúc này buổi trưa vừa qua khỏi linh lung vừa ngủ ngủ trưa đứng lên nghe được trương hỷ đến đây liền trực tiếp truyền hắn tiến vào thông thường trương hỷ đi lại đơn giản chính là đi lại truyền cái nói nói cho nàng sở yến tối hôm nay sẽ tới dùng bữa cái gì bất quá từ lần trước sau sở yến bề ngoài giống như vội chân không chạm đất đã lại có mấy ngày không có tới Bất quá linh lung hoàn toàn có thể lý giải, Nam Thủy Bắc Điều lại nhắc đến dễ dàng, chỗ nào là tốt như vậy thực hiện. Khả hôm nay cái gặp Trương Hỷ cười gặp cái mũi không thấy mắt đi lại, linh lung trong lòng thật đúng buồn bực, hay là sợ yến thực thu phục Nam Thủy Bắc Điều công trình. Liền như vậy vài ngày kia cũng quá ngư bức. Trương Hỷ cười hì hì nói. Trác Vương Phi Anh Minh, nô tài đúng là vội tới ngài báo tin vui. Hôm nay cái vương gia ở trước mặt hoàng thượng được thưởng, vừa hồi phủ liền mệnh nô tài cấp trắc vương phi đưa thứ tốt đi lại. Linh Lung nghe vậy quay đầu nhìn về phía cùng Trương Hỷ cùng nhau vào tiểu thái giám, thật rõ ràng Trương Hỷ sợ nói được tốt này nọ chính là kia tiểu thái giám trong tay ôm kia mấy phê bố. Trương Hỷ gặp Linh Lung chú ý tới, vội cùng Linh Lung giải thích nói. Trắc Vương Phi nhưng đừng coi kinh này mấy phê bố, đây chính là phiên quốc tiến cung băng trù, này băng trù vào tay thuận hoạt, mát mẻ kinh bạc, một năm chỉ sản mấy chục thất, chúng ta vương gia hôm nay cái được hoàng thượng thưởng thức thưởng mười thất xuống dưới vương gia bản thân liền để lại hai thất nhan sắc không thích hợp trắc vương phi cái khác đều là nhường nô tài cấp trắc vương phi đưa tới đâu linh lung này ban cho nàng là thích nhưng sở yến cái chui này thập phần chi bác đều cho nàng có phải không phải có chút qua trưởng tôn ngọc bánh đâu của hắn chính phi thêm mang thai không phải hẳn là thưởng điểm này nọ kia vương phi đâu Linh Lung nhíu mày hỏi. Trương Hỷ cười nói. Chắc Vương Phi yên tâm, Vương Gia biết ngài khẳng định hội nhớ thương Vương Phi, cho nên cũng phái người tặng ban cho đi qua, bất quá Vương Phi ban cho đều là chút thuốc bổ, cấp Vương Phi dưỡng thân mình dùng là áo. Linh Lung này mới phóng tâm, lập tức lại cảm thấy có chút không quá thích hợp nhi, cái gì kêu Vương Gia biết nàng khẳng định hội nhớ thương Vương Phi, cho nên cũng phái người tặng ban cho đi qua không ngờ như thế nàng không nghĩ vậy, hắn liền không tiễn. Đây rốt cuộc là ai vợ? Được rồi, thay ta cảm ơn vương gia. Linh lung lười tưởng sở yến kia thần lo di, gật đầu nói. Trương Hỷ nghe vậy cười hì hì nói. Này trắc vương phi vẫn là tự mình đi hướng vương gia tạ ơn đi. Vương gia truyền trắc vương phi đi thư phòng hầu hạ đâu? Linh lung. Thiếp thân tham kiến vương gia. Tuy rằng này đại nóng thiên, Linh Lung thật không nghĩ động, nhưng đã sở yến đều phân phó, nàng cũng chỉ có thể đi lại. Mặt khác nàng cũng muốn nhìn một chút sở yến có phải không phải thật sự thiên tài đến chỉ dùng vài ngày liền thu phục Nam Thủy Bắc điều phương án. Sở yến nhìn thấy Linh Lung đến đây, xua tay nói. Đứng lên đi. Thuộc hạ tham kiến các vương phi. Tưởng Minh Đức cười tủm tỉm xem Linh Lung không mình hành lễ. Linh Lung nhập phủ về sau chưa từng thấy quá tưởng Minh Đức, lúc này ở trong thư phòng nhìn thấy một cái xa lạ nam tử không khỏi sửng sốt tuy rằng không biết là ai bất quá nghĩ đến có thể cùng sở yến một chỗ khẳng định là sở yến bên người nhân trong lòng đoán một chút thử nói tưởng tiên sinh không cần đa lễ tưởng minh đức kinh ngạc nói chắc vương phi nhận được thuộc hạ linh lung cười cười biết bản thân đoán đúng rồi lắc đầu nói ta nhập phủ ngắn ngủi cũng không thừa nhận trước tiên cần phải sinh chẳng qua có nghe thấy thôi. Tưởng Minh Đức tán thưởng nói. Các Phương Phi quả nhiên trí tuệ hơn người. Linh lung lúng túng nói. Không dám nhận. Này tưởng Minh Đức rất cho nàng mặt mũi, kia không rõ ràng là mọi người có thể đoán sao. Sở Yến bên người lại không cái thứ hai tâm phúc. Sở Yến hợp thời đánh gãy bọn họ đối thoại, nhíu mày nói. Tốt lắm, hai người các ngươi đừng khách sáo, tưởng tiên sinh đi lại chúng ta tiếp theo nói chính sự. Linh Lung. Ngươi đã nhóm muốn nói chính sự, bảo ta đi lại là làm chi? Ngây ngốc làm người nghe sao? Linh Lung ngươi cứ ngồi ra bên cạnh nghe, có ý kiến gì đã nói? Sở Yến lại tiếp theo phân phó nói. Linh Lung. Thật đúng là đảm đương người nghe. Linh Lung vốn tưởng rằng Sở Yến là ở cùng tưởng Minh Đức Thương Thảo Nam Thủy Bắc Điều có thể làm tính, cho nên mới kêu nàng đi lại dự thính, Kết quả Linh Lung ngồi xuống yên tĩnh nghe xong nửa ngày phát hiện cũng không giống như đúng vậy. Sở Yến là ở cùng tưởng Minh Đức tổng kết sở quốc lịch đại tới nay đối với nạn hạn hán ứng đối thi thố, sau đó từ giữa đưa ra tân cấu tứ, thảo luận thế nào có thể dự phòng nạn hạn hán, giải quyết nạn hạn hán, rơi chậm lại nạn hạn hán vì sở quốc dân chúng tạo thành tổn thất. Xem ra Nam Thủy Bắc Điều cũng không thể dễ dàng thực thi, cho nên sở Yến còn đang suy nghĩ biện pháp khác. Nói đến nạn hạn hán, Linh Lung nhưng là thật sự có hứng thú nghe một chút, nàng mặt tới được thời gian quá ngắn, lại luôn luôn đi theo trưởng Tôn Ngọc Quánh đang ở khuê phòng, đối sở quốc tình hình trong nước hiểu biết cơ hồ vì Linh. Nàng là biết đã xảy ra nạn hạn hán, cũng tưởng đủ khả năng ra bản thân một phần lực, nhưng trọng điểm là nàng cái gì đều không biết muốn thế nào xuất lực. Hơn nữa phong kiến tư tưởng nam nhân hữu hảo một ít là không thích nữ nhân quản bên ngoài chuyện. Linh Lung ở không thể cam đoan bản thân có thể giúp đỡ vội phía trước cũng không tưởng phạm này kiên kỵ. Nhưng từ sở yến tối hôm đó nói ra kia phiên lý luận sau, Linh Lung sẽ biết sở yến tư tưởng cũng không có như vậy của kỹ bảo thủ, tương phản còn thật khai sáng. Vài ngày nay Linh Lung nghẹn ở trong phòng không xuất môn, cũng luôn luôn tại tưởng nạn hạn hán ứng đối thi thố. Lúc này nghe được sở yến bọn họ nói tới sở quốc dân tình đang cùng Linh Lung tâm ý, nghe xong nửa ngày, Linh Lung tổng kết một chút, sở quốc kiến quốc thời gian chẳng phải rất dài, sĩ nông công thương phát triển đều còn tương đối lạc hậu, trách không được hàng năm nạn hạn hán đâu, toàn dựa vào thiên, có thể không gì chứ. Nam Thủy Bắc Điều ở sở quốc thực thi đứng lên kỳ thực trong chăn quốc muốn dễ dàng rất nhiều, thứ nhất sở quốc tranh giới không Trung Quốc lớn như vậy, công trình lượng nhỏ hơn rất nhiều, thứ hai sở quốc mùa đông vô luận Nam Bắc Phương đều sẽ không lãnh đến kết băng, không cần thiết nghiên cứu Nam Thủy Bắc Điều trong quá trình phòng chống rét thi thố, nhưng là quốc lực tài lực khoa học kỹ thuật thượng sở quốc liền muốn so 21 thế kỷ Trung Quốc kém rất nhiều, cho nên Nam Thủy Bắc Điều. Chỉ có thể là một cái thiết tưởng, có lẽ tương lai có thể làm đến, so Trung Quốc sớm hơn càng dễ dàng làm được. Nhưng hiện tại cũng là không được. Linh Lung nguyên tưởng rằng Sở Yến đưa nàng nhiều như vậy thứ tốt là vì Nam Thủy Bắc Điều công lao, nhưng hiện tại Linh Lung đã biết, chẳng phải Nam Thủy Bắc Điều hiện tại chỉ có thể là một cái thiết tưởng không thể thực hiện thiết tưởng. Sở Yến sẽ không theo hắn phụ hoàng nói. Cho nên này ban cho không có quan hệ gì với nàng, Sở Yến lại cho nàng, Linh Lung vốn thu yên tâm thoải mái, lúc này đột nhiên có chút bất an lên. Đã không có quan hệ gì với nàng, Sở Yến cho nàng có phải không phải nhiều lắm điểm. Linh Lung, ngươi nghe xong nửa ngày có ý kiến gì không có? Linh Lung ở bên cạnh nghe Sở Yến bọn họ nói đã nửa ngày, theo kiến quốc sơ phân tích đến hiện tại kết quả linh lung một câu nói cũng chưa nói, ngồi ở ghế tựa yên tĩnh như kê, sợ yến nhịn không được quay đầu hỏi. a à. linh lung nghe vậy đột nhiên hoàng hồn, phản ứng hạ Sở yến vừa rồi đang hỏi nàng cái gì, nghĩ nghĩ nói. Vương gia, ngài đi dân gian xem qua sao. Linh Lung biết một ít phòng bị cùng ứng đối nạn hạn hán phương pháp, thế nhưng là không thể trực tiếp nói như vậy, bởi vì nàng không biết sở yến có thể hay không lý giải lấy thân phận của nàng nói ra cũng quá quái dị cho nên nàng cần ra ngoài dạo dạo khảo sát một chút sở quốc chân thật tình hình thực tế lại căn cứ sở quốc tình hình thực tế phát biểu ý kiến dù sao sở quốc cùng trung quốc vẫn là có rất đại khác nhau áp dụng cho trung quốc không có nghĩa là sử dụng cho sở quốc sở yến nghe vậy sửng sốt nàng không nghĩ tới linh lung nói ra miệng không là ý tưởng cùng ý kiến mà là hỏi hắn có hay không đi qua dân gian tự nhiên đi qua bổn vương trong khoảng thời gian này sớm ra trễ về thường xuyên xuất nhập hoàn thành linh lung nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua sở yến này một tháng bị phơi đen không ít làn da tin hắn nói là sự thật dù sao tiểu thịt tươi nhanh như vậy liền biến thành tiểu thịt khô khẳng định là có nguyên nhân khi vương gia ngày mai ra khỏi thành thời điểm có thể không mang theo thiếp thân cùng nhau thiếp thân cũng muốn đi xem bên ngoài tình hình tai nạn không chắc hội thực có ý kiến gì cũng nói không chừng sở yến nhíu mày nói bên ngoài không thể so quý phủ giữa hè ngày độc ác đi tình thế ruộng đất bên trong ngươi có thể chịu được sao sở yến khả chưa quên này tiểu nữ nhân ở trong phòng đợi đều nóng đem quần áo thoát sự tình linh lung lắc đầu nói không có việc gì không có việc gì ta mang theo che nắng ô liền đi ra ngoài một hai thứ phơi bất tử che nắng ô tưởng minh đức không rõ ý tưởng linh lung lúng túng nói chính là thêm hậu gia tăng vải bố ô. Sở quốc là có che nắng ô tồn tại, chẳng qua so linh lung làm tiểu bạc cũng không như vậy kêu mà thôi, cho nên tưởng Minh Đức chỉ là tân kỳ cho của nàng cách gọi, linh lung hơi làm giải thích hắn có thể minh bạch. Sở yến đối với linh lung làm xuất ra ngạc nhiên cổ quái gì đó đã miễn dịch. Nghĩ đã linh lung muốn đi, kia nay mai liền mang nàng đi xem đi. Có thể có ý tưởng là tốt nhất, không có biện pháp coi như là mang theo tiểu nữ nhân đi ra ngoài đi bộ một vòng, làm cho nàng nhìn xem bên ngoài dân chúng có bao nhiêu khó khăn, đừng nữa cho hắn loạn quấy rối. Ba người quyết định tốt lắm ngày mai xuất hành công việc, mắt thấy sắc trời cũng không tính sớm, tưởng minh đức cáo từ hồi bản thân chỗ ở, sở yến còn lại là cùng Linh Lung cùng nhau trở về Đinh Lan Viện. Hai người một chỗ thời điểm sở yến nhưng là nhắc tới Nam Thủy Bắc Điều. Người cái gọi là Nam Thủy Bắc Điều, gia vài ngày nay cùng tưởng tiên sinh thương thảo qua. Tạm thời là không thể thực hiện được, bất quá gia trong lòng nhớ kỹ, về sau tổng hội thực hiện nó. Linh Lung nghe vậy ngẩn người, sở yến cho nàng nói này gì chứ? Bởi vì của nàng ý tưởng không có được ứng dụng, sợ lấy an ủi nàng. Này không cần thiết đi, nàng không như vậy thủy tinh tâm. Tùng Thổ giữ ẩm là Vương gia đưa ra. Hôm nay cái nghe xong nửa ngày trừ bỏ sở yến bọn họ thảo luận đến tùng thổ giữ ẩm ở ngoài linh lung không thể tưởng được sở đế còn có thể vì sao long tâm đại duyệt ban cho sở yến sở yến nghe vậy quay đầu nhìn linh lung liếc mắt một cái hắn sở dĩ đem linh lung kêu lên đi liền là vì đánh trong lòng cảm thấy linh lung chẳng phải cái gì cũng đều không hiểu phụ nhân cũng hoặc là nàng có lẽ có rất nhiều này nọ không hiểu nhưng có rất nhiều tân kỳ ý tưởng cũng không xem như gia đưa ra tiền triều có tương quan ghi lại Gia đi hoàn thành ngoại hỏi qua dân chúng, cũng là một ít khảo sát. Cảm thấy tùng thổ giữ ẩm đích xác có thể dự phòng cùng cải thiện nạn hạn hán tình huống, hẳn là càng thêm cẩn thận hóa rộng thấp hóa ở sở quốc các nơi thực hành, mà không phải vì tỉnh khi tiết kiệm sức không rảnh mà để ý hội, phao cũng không dùng. Linh Lung đồng ý gật đầu. Vương gia anh minh, dân chúng chi phúc. Linh Lung này nói tuyệt đối là thật tâm nói, có như vậy cái vì lê danh dân chúng tự mình hạ điền đi khảo sát đi nghiên cứu nghiêm cẩn làm thực chuyện này hoàng tử tuyệt đối là sở quốc dân chúng phúc khí hai người một đường nói chuyện liền đến đinh lan viện sau đó liền truyền lệnh tắm rửa lên giường ngủ làm theo phép giường như làm xuống dưới liền là không có đùng 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 linh lung nằm ở trên giường nhịn không được tò mò xem sở yến điều này cũng có mấy ngày tiểu tử này tối hôm nay như vậy thành thật đâu không tệ lắm nhanh như vậy liền giới sắc trưởng thành, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Sở Yến nhận thấy được Linh Lung tầm mắt, nghĩ nghĩ đưa tay đem nhân hướng trong lòng mình bế ôm Trấn An nói. Nay mai muốn xuất môn, sợ mệt ngươi, gia hôm nay cái sẽ không làm ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói muốn, ngày khác gia ở làm ngươi. Tứ chi cứng ngắc linh lung. Nàng nhìn qua có như vậy cơ khác sao? Còn có có thể hay không buông ra lão nương, này đặt sao giữa ngày hè, Lão nương không muốn bị hỏa lò tử ôm ngủ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 38 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hai người buổi tối không có làm vận động ngủ tương đối sớm, tỉnh tự nhiên cũng liền sớm. Sở Yến giờ mẹo khởi thời điểm linh lung cũng liền tỉnh. Mơ mơ màng màng mở hai mắt vừa vặn cùng sở Yến nhìn về phía ánh mắt nàng chống lại. Linh Lung phản ứng đầu tiên chính là nhắm mắt xoay người giả bộ ngủ. Sở Yến. Ra đi trước, ngươi đã tỉnh liền sớm một chút đứng lên dùng bữa, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, đồ ăn sáng cũng đến ngọ thiện cùng nhau ăn, mãn trong hoàn thành đều tìm không ra cái thứ hai giống ngươi như vậy lười đến. Linh Lung Trang không nổi nữa, chỉ phải đứng dậy, ghé vào trên giường cúi đầu nhận sai. Là, gia giáo huấn là. Sở Yến vừa thấy nàng tiểu đầu đáp long xuống dưới lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, bổ sung câu. Ngươi muốn thật sự vây, liền dùng hoàng đồ ăn sáng rồi trở về ngủ. Nói xong mới xoay người xuất môn. Linh lung cũng là không mệt nhọc, dù sao đêm qua ngủ thời điểm phỏng chừng cũng liền hơn 9 giờ. Sở Yến đi rồi Linh lung liền theo trên giường bò lên, tùy theo đông giao các nàng cho nàng rửa mặt thay quần áo, sau đó truyền đồ ăn sáng ăn xong liền bế mễ cô ở trong ngực triệt miêu chờ sở yến vào triều trở về mang nàng cùng nhau xuất môn mễ cô này hai ngày ở động dục cả ngày ngao ngao kêu lúc này linh lung nhất ôm lấy nó đến nàng liền bắt đầu ở linh lung trên tay loạn cọ linh lung đưa tay triệt triệt nó mau nó liền banh thẳng thân mình quyệt nó mau nhung nhung tiểu mông nhi biến thành linh lung dở khóc dở cười nàng cũng không cái kia bộ kiện thay nó giải quyết sinh lý nhu cầu sở yến giờ thình vừa qua khỏi sẽ trở lại, chính hắn không đi lại Đinh Lan Viện, phái Trương Hỷ đi lại tiếp Linh Lung. Linh Lung đi theo Trương Hỷ đến thư phòng thời điểm, sở yến còn tại cùng tưởng Minh Đức thương nghị sự tình, nghe được Linh Lung đến mới dừng lại đến, đi đầu đi ra ngoài. Bọn họ là làm xe ngựa ra khỏi thành, Linh Lung cùng sở yến tọa một chiếc xe ngựa, tưởng Minh Đức cùng Trần Phúc một chiếc. Linh Lung bên đường xốc cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, trong hoàng thành vẫn là náo nhiệt, nhìn không ra nạn hạn hán ảnh hưởng vừa đến hoàn thành ngoại liền hoàn toàn thay đổi một bộ quang cảnh một mảnh hoang vắng không vài người không nói trong đất hoa màu đều khô đất cũng đều khô nứt linh lung không khỏi nhíu mày này nhất quý nhà cái dân chúng nhóm xem như người da trắng này nhà cái đều đã chết dân chúng muốn thế nào sống hoàng thượng không có khai thương giúp nạn thiên tai sao linh lung không khỏi hỏi sở yến đã ở xuyên thấu qua linh lung chọn lái xe lim xem bên ngoài nghe vậy quay đầu nhìn linh lung liếc mắt một cái mới vừa rồi giải thích nói tuy rằng này nhất quý hoa màu đã chết nhưng dân chúng còn không đến mức lập tức liền không ăn khai thương giúp nạn thiên tai không đến mức nhưng có giảm miễn thuế má mùa khô lập tức liền muốn trôi qua chỉ cần sống quá một đoạn này thời gian lại một lần nữa trồng nhà cái là được rồi sở quốc bao năm qua đến nạn hạn hán phát sinh số lần đã không ít làm người ta lo lắng không là lúc này đây muốn thế nào vượt qua, dù sao đã đã xảy ra. Là muốn tìm ra một cái triệt để giải quyết nạn hạn hán biện pháp, để tránh miễn về sau lại phát sinh loại này bất hạnh tai nạn. Linh lung lý giải gật đầu, nguyên lai sở đế bọn họ là muốn trị tận gốc A, ý tưởng không sai, đáng tiếc cũng đã nghĩ tưởng, nói dễ dàng, làm đứng lên chỗ nào dễ dàng như vậy A, Trung Quốc đô đến 21 thế kỷ, kia không là còn tại vì nạn hạn hán tưởng các loại phương án đâu sao. Thiên tai loại chuyện này, chỉ có thể nói tẩn nhân sự nghe thiên mệnh. Bất quá đi theo sở yến dạo qua một vòng, Linh Lung cũng là cơ bản hiểu biết, sở quốc nạn hạn hán đến cũng không nàng nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, trách không được nàng tưởng cứu tế nạn dân, bởi vì nam đế không đi đầu cho nên không làm thành đâu. Đã xảy ra nạn hạn hán, sở quốc dân chúng cuộc sống đích xác khốn khổ chút, nhưng cũng không có đến sống không nổi nông nổi. Các loại cây nông nghiệp bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên giá hàng đều cao không ít. Nhưng nhân nên thế nào sống còn thế nào sống đâu. Còn chưa đi đến cần cứu tế tài năng cứu mạng nông nổi, là chính nàng đang ở khuê phòng, không biết bên ngoài tình huống, hạt quan tâm. Vòng vo một ngày trở về, Linh Lung thật muốn nóng cái chết khiếp, che nắng ô cái gì cũng có thể trắng trắng thái dương, nhiệt khí cũng là ngăn không được tòa ở trên xe ngựa linh lung liên tiếp lấy cây quạt phiến phong, sở yến xem nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhíu nhíu đầu mày. Linh lung nhưng là cũng không thế nào chú ý sở yến biểu cảm, một bên quạt cây quạt một bên ở trong đầu suy xét muốn nói như thế nào của nàng ý tưởng thoạt nhìn hội tương đối hợp tình hợp lý. Xuất ra dạo qua một vòng nghe được dân chúng nhóm nói, thiếp thân cảm thấy vương gia theo như lời tùng thổ giữ ẩm thật là có thể làm. Hơn nữa thiếp thân cảm thấy tùng thổ thời điểm, hẳn là đêm này thổ đều làm tản ra, đã nghĩ mặt giống nhau, liền tính không đạt được mặt trình độ cũng muốn có thể nhiều tiểu liền nhiều tiểu, hơn nữa còn muốn thâm một điểm, không cần chỉ làm nhợt nhạt một cái tầng ngoài, vương gia ngài cảm thấy đâu. Linh lung tận lực tiếng thông tục biểu đạt của nàng ý tứ, cứ việc nghe đi lên thật dông dài, kỳ thực chính là làm cái mặt thổ giữ ẩm đi. Sở yến nghe vậy theo linh lung đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hoàng hồn, không hiểu hỏi, ngươi vì sao cho là như thế? Chúng ta hôm nay xem thổ địa, rõ ràng tùng quá thổ so không tùng quá thổ khô hạn trình độ muốn thấp một ít, tùng thổ tương đối nhỏ vụn lại so tùng thô ráp tốt chút không phải sao? Khi có thể nghĩ tế thổ càng có thể bảo hộ địa hạ hơi nước không bị ngày phơi can, mặt khác cũng tùng quá thổ tình thế, ruộng đất, cũng không có thế nào khô nước, nhà cái bị hao tổn cũng tương đối là nhẹ nhất. Đã tế thổ có thể bảo hộ thổ địa chỗ sâu thủy, chúng ta đương nhiên muốn biến thành hơi chút thâm một điểm, nhưng ngày càng không dễ dàng phơi đến thổ địa bên trong thủy. Đương nhiên cũng không thể quá sâu ảnh hưởng nhà cái sinh trưởng. Này cụ thể bao sâu vì nghi liền cần vương gia làm cho người ta ở hoa màu gieo thời điểm thử qua mới biết được. Linh lung kỳ thực đối với mặt thổ giữ ẩm cũng chỉ là có biết gia lông. Xem qua nhất thiên tương quan đưa tin mà thôi, chỉ biết là thổ càng tế càng tốt, về phần chiều sâu là bao nhiêu thích hợp không được rõ lắm, sở yến quan sát nhưng là thực không linh lung xem như vậy cẩn thận hắn chỉ là kết hợp tùng thổ cùng không tùng thổ da mạch khô hạn trình độ cảm thấy tùng thổ có thể chống hạn có lợi cho hoa màu sống lúc này kinh linh lung vừa nói đổ thực sự loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác không khỏi thưởng thức nói ngươi còn có khác cái gì ý tưởng sao không ngại đều nói nói xem hắn cảm thấy linh lung cùng bọn họ tưởng sự tình phương thức là không đồng dạng như vậy tuy rằng hắn cũng nói không rõ là chỗ nào không giống với. Linh Lung nghĩ nghĩ nói. Còn có thiếp thân cảm thấy chính là hoa màu thừa lại không cần phải kiết cán cũng có thể mai đến trong vườn đi. Sở yến này liền hoàn toàn không rõ. Này lại từ đâu nói lên. Linh Lung nắm lấy trảo đầu nói. Không biết vương gia có hay không chú ý tới, hiện tại thời tiết như vậy khô ráo, trong đất đôi củ kiết cán phía dưới lại mọc ra một ít tân cây non hơn nữa kiếp cán phía dưới thổ không chỉ có không có khô nước, còn có điểm ướt ác. Bất quá đã là mai đến trong đất thiếp thân cảm thấy khả năng giảo nát tương đối tốt chút, mặt khác muốn mai bao sâu khi nào thì mai phục càng có lợi cho nhà cái sinh trưởng, này đó thiếp thân lại không hiểu, đồng dạng muốn vương gia đi nhiều phiên thí nghiệm mới được. Sở quốc nạn hạn hán chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là tình thế, ruộng đất, linh lung vừa ra thành đập vào mắt cơ hồ đều là đồng ruộng nhưng muốn nói thực hạn cũng là không hạn đi nơi nào, liền trước mắt đến xem thổ địa khô nước tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng, dân chúng sinh tồn cũng không thành vấn đề, chính là hoa màu dài không đứng dậy. Trừ bỏ vận thủy đi lại, giảm bớt thổ địa hơi nước xói mòn bề ngoài giống như cũng là cái không sai biện pháp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sở yến bọn họ thực thi hảo. Linh Lung vừa nói xong, sở yến lúc này còn có quay đầu ngựa lại làm cho người ta lại trở lại trong vườn đi tính toán, nhưng mà ngẩng đầu nhìn đến linh lung đến bây giờ còn có điểm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng vẫn là buông tha cho quyết định này quyết định trước hội trong phủ chờ ngày mai lại đi xem cũng không muộn nếu thật sự phổ biến có loại này hiện tượng kia hẳn là cũng là có thể mở rộng trở lại quý phủ thời điểm đã không còn sớm sở yến cũng không lại cùng tưởng minh đức thương nghị trực tiếp cùng linh lung cùng nhau trở về đinh lan viện linh lung một hồi ốc lập tức phân phó nói đông giao mau cho ta lấy mấy căn kem đi lại, mặt khác nhiều đến mấy bồn băng, chuẩn bị cho ta thủy tắm rửa thay quần áo, muốn nước lạnh, nóng tử ta. Không được, tắm rửa thay quần áo có thể, nhưng phải dùng nước ấm, khối băng cũng không cần lại hơn, trong phòng đã so bên ngoài mát mẻ hơn. Nhưng mà sở yến rất nhanh sẽ đánh gãy Linh Lung phân phó. Linh Lung. Được rồi, da lớn nhất, nghe da. Không thể trêu vào sở yến, Linh Lung quyết định không cùng hắn so đo. Ngao ngao ngao, Linh Lung bọn họ vừa trở về, mở cửa, mễ cô lập tức liền chạy tới cửa ngao ngao kêu, muốn chạy đi, lại bị canh giữ ở cửa Trương Dũng bắt lấy lại thả trở về. Sở Yến nghe mễ cô này cùng thường lui tới hoàn toàn không giống với phi thường có từ tính tiếng kêu, nhíu mày không hiểu nói. Nó đây là có chuyện gì nhi? Linh Lung nhìn ra Sở Yến chưa thấy qua động dục miêu, trong mắt vừa chuyển cười nói nó khả năng lâu lắm không gặp đến vương gia cho nên muốn vương gia vương gia ôm ôm nó sở yến một mặt ghét bỏ xem trên mặt đất lăn lộn loạn cọ mễ cô ý tứ thật rõ ràng hắn không ôm linh lung lại căn bản không cho hắn tự tuyệt cơ hội trực tiếp theo trên đất đem mễ cô ôm lấy đến liền nhét vào sở yến trong lòng sở yến theo bản năng đưa tay tiếp được bị người cường nhét vào trong lòng mình miêu ô ô cái này mễ cô thanh âm lại thay đổi thành gầm nhẹ sở yến mày nhất thời nhăn càng sâu không biết là không phải ảo giác hắn thế nào cảm thấy này miêu ở trong lòng hắn căng thẳng thân mình còn đang run run đâu linh lung thấy thế vội hỏi da nó cần của ngươi âu yếm ngươi sờ sờ nó sờ sờ nó sở yến nhíu mày ở linh lung lần nữa giật dây hạ đưa tay sờ sờ mễ cô lưng mễ cô nhất thời đổ lợi hại hơn kêu cũng càng hoang bất quá vẫn là ô ô thanh âm nghe qua còn rất khó chịu Sở Yến nhíu mày đưa tay theo miêu trên lưng cầm xuống dưới, xoay người ngồi xổm xuống đem miêu phóng tới trên đất, hắn cảm thấy này miêu bị bệnh hơn nửa bệnh cũng không nhẹ, cần xem đại phu nay mai cấp nó truyền cái đại phu nhìn xem. Kết quả hắn vừa buông miêu, miêu liền ghé vào trên đất đối với hắn banh thẳng thân mình, đem nó mau nhung nhung mông cao cao nâng lên, hướng về phía hắn ô ô kêu càng hung. Sở Yến mặt đen, hắn tưởng hắn có lẽ biết này con miêu có cái gì tật xấu. Linh lung nghẹn cười một bộ nghiêm trang nói. Vương gia, ngài cũng thấy được, nó thật cần ngài, ngài mau giúp giúp nó đi. Sở yến nghe vậy mặt nhất thời càng đen, đứng thẳng thân mình liền muốn tìm cũng dám đùa giỡn của hắn tiểu nữ nhân tính sổ. Linh lung vừa thấy sở yến muốn bảo nổi, tay mắt lanh lẹ theo đông giao đoan vào mâm thượng cầm một căn đậu đỏ ướp lạnh côn nhi đối với sở yến nói. Vương gia, a à, sở yến vốn há mồm là muốn huống linh lung, Kết quả liền như vậy, trực tiếp bị Linh Lung tắt một căn kem tiếng miệng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy, ai dám đối hắn làm loại sự tình này nhi a, à, không muốn sống nữa. Cố tình lúc này liền có người làm, làm xong còn giàu dạt đắc ý hướng về phía hắn ngây ngô cười. Ăn ngon đi, thiếp thân vừa nghiên cứu phát triển đậu đỏ ướp lạnh cung nhi. Linh Lung vừa nói một bên bản thân cũng cầm một căn nhét vào miệng, gặp Sở Yến còn ngây ngốc xem nàng bất động, nhíu mày nói vương gia ngài thế nào không ăn a à, không thể ăn hẳn là không là là rất cứng rắn không biết thế nào ăn sao thiếp thân giáo ngài giống như vậy liếm liếm hấp nhất hấp rất cứng rắn trắng bất động sẽ không cần cắn liền luôn luôn liếm a hấp a rất nhanh sẽ ăn xong rồi đặc biệt thích vương gia ta cùng ngươi nói linh lung vừa nói một bên cấp sở yến làm mẫu sở yến xem linh lung đối với một căn màu đỏ hình trụ lại liếm lại hấp hầu kết giật giật, vô pháp lại nhìn thẳng liếm một mặt hưng phấn linh lung cùng với bản thân trong miệng kem, một phen xả xuất ra, đỏ mặt xoay người đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Cái kia, gia đột nhiên nhớ tới, gia thư phòng còn có chuyện không xử lý, đi trước, người hôm nay vất vả, dùng hoàn thiện sớm một chút nghỉ ngơi. Sở yến mặt hiện lên ở hồng không hồng đã nhìn không ra đến đây, dù sao tiểu thịt khô vốn chính là hồng, bởi vậy Linh Lung cũng không để ý, Cuối đầu tiếp theo liếm bản thân trên tay kem que, nhìn đến mễ cô mới đột nhiên gian phản ứng đi lại nhường sở yến cấp mễ cô tìm mèo được sự tình còn chưa nói đâu, vội vàng hô. Vương gia, ngài chờ một chút. Kết quả sở yến ngay cả đầu cũng chưa hồi một chút liền bước nhanh ra cửa, cùng mặt sau có quỷ ở truy giường như. Linh lung. Nghe nàng lời nói nói sẽ chết sao? Như vậy cấp vội vàng đầu thai sao? Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 39 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mệt mỏi một ngày, rửa mặt hoàng dùng xong bữa tối, Linh lung cơ hồ đổ giường liền đang ngủ, một đêm vô mộng, một giấc ngủ đến hừng đông. Thần thanh khí sản, tâm tình vô cùng bổng. Dùng hoàng đồ ăn sáng liền nắm lấy động dục mễ cô ngoạn. Ô ngô ô, Linh lung nhất sờ nó, nó liền bắt đầu banh thẳng thân mình ô ô kêu linh lung chỉ có thể cấp nó gãi không đúng chỗ ngứa sờ sờ nó tiểu cái bụng tiểu đáng thương Ngươi chủ tử ta đều không có biện pháp xuất môn không có biện pháp cho ngươi tìm mèo được a à, chờ ngươi nam chính tử đi lại đi ta cho ngươi nam chính tử cho ngươi tìm chỉ mèo được cho ngươi thích trước nhịn một chút trước nhịn một chút khởi bẩm chủ tử vương gia phái tới cắt may chờ ở cửa đâu lị hương đi vào đến đối với linh lung nói Linh Lung đang ở đậu miêu nghe vậy ngẩn người, cắt may. Sở Yến vô duyên vô cớ nhường cắt may quá tới làm cái gì? Truyền vào đi. Tuy rằng không rõ chân tướng, bất quá mọi người đến đây đương nhiên làm cho người ta vào được. Linh Lung đem mễ cô phóng tới nguyễn tháp ngồi thẳng thân mình nói. Nô tỳ trương thị tham kiến các vương phi. Cắt may trương thị vào cửa quỳ gối hành lễ nói. Linh Lung vẫy vẫy tay nói. Đứng lên đi vương gia cho ngươi tới được. Trương Thị đứng dậy quy củ cung kính nói. Hồi trắc vương phi lời nói, đúng vậy. Nô tỳ là trong cung chuyên môn may băng trù y cắt may. Vương gia nói trắc vương phi úy nóng, ngoài cung cắt may sợ làm không tốt, cho nên mệnh nô tỳ được không ra cung vội tới trắc vương phi lượng hạ kích cỡ, làm mấy thân quần áo. Linh lung nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng lên nói. Vậy ngươi lượng đi sở yến nếu bất an xếp nàng nhất định nhi tùy tiện tìm cái cắt may liền làm mấy thân xuất ra dù sao hôm nay nhi thật sự là quá nóng trương thị được mệnh lệnh liền cầm thước đo tiến lên lượng linh lung rộng ngực vòng eo mông vây tay áo chân dài dài chờ các địa phương kích cỡ nhất nhất ghi tạc nàng tùy thân mang theo tiểu bản thượng làm xong sau lại tìm linh lung muốn băng trù liền muốn cáo lui linh lung nghĩ đến trưởng tôn ngọc quánh vội hỏi ma ma chờ một chút trương thị không hiểu quay đầu các vương phi còn có cái gì phân phó sao? Linh Lung trả lời là như vậy, ta nghĩ cấp vương phi tỷ tỷ cũng làm mấy thân quần áo, phiền Toái Ma Ma cũng đi lượng một chút vương phi kích cỡ được không? Trương Thị Nhiếu mày khó xử nói này, Vương gia chỉ nói nhường nô tỳ vội tới các vương phi cắt may. Linh Lung vội hỏi này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng Vương gia nói ngươi chỉ để ý lượng kích cỡ trở về làm quần áo đó là. Trương Thị nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, thất vương phủ trắc vương phi được sủng ái nàng là biết đến, dù sao trắc vương phi còn ở trong cung trụ quá một đoạn thời gian rất được vương thái hậu thưởng thức. Theo thất vương gia hội đem ngự ban cho băng trù ban cho cho nàng cũng có thể nghĩ. Đã trắc vương phi yêu cầu, khi nàng đi xem đi đó là, về phần có làm hay không chờ hồi cung sai người hỏi qua thất vương gia là được, bất quá chính là phế cái cước trình chuyện. Ai cũng không đắc tội. Suy nghĩ cẩn thận, trương thị liền gật đầu đáp ứng nói. Khi phiền toái các vương phi phái cá nhân dẫn nô tỳ đi qua, linh lung cười nói, không cần, ta cũng chính rất muốn đi tìm vương phi tỷ tỷ tán gẫu nhi, chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Linh lung nói xong liền đi đầu đi ra ngoài. Đông giao cùng trương thị vội vàng một tả một hữu đuổi kịp. trưởng tôn ngọc bánh bụng càng ngày lại càng lớn, nàng thân mình vốn là nhược bụng trầm xuống, liền càng hiển suy yếu, không thương động, nhất là tại đây loại đại trời nóng dưới tình huống. Linh lung đến thời điểm trưởng Tôn Ngọc Ánh chính lệch qua tháp thượng lười biến đọc sách, nghe được bên ngoài nha hoàng thông truyền Linh lung đến, mới vừa rồi buông thư, tọa thẳng thân mình. Linh lung cấp tỷ tỷ thỉnh an. Nô tỳ tham kiến vương phi. Đứng lên đi. Muội muội mau tới đây bên này tọa, xem trên mặt ngươi hãn, trời nóng như vậy nhi, làm sao ngươi còn chạy đến? Trưởng Tôn Ngọc Ánh hướng về phía Linh Lung vẫy tay nói. Linh Lung đi qua nhân thể kéo trưởng Tôn Ngọc Ánh thủ làm được Nguyễn tháp một khắc sườn, cười nói. Này không là vương gia phái cắt may đi lại cho chúng ta hai cái làm quần áo mới sao? Cắt may sợ tỷ tỷ mang thai mang thai còn tại ngủ, đi trước ta nơi nào, lượng xong rồi ta cũng không có chuyện gì nhi, liền đi theo cùng nhau đi lại, đến xem tỷ tỷ cùng tiểu thế tử trương thị nghe vậy kinh ngạc ngước mắt nhìn thoáng qua linh lung lập tức rất nhanh liền lại nghĩ thông suốt này chắc vương phi có thể được sủng xem ra cũng không phải ngẫu nhiên là cái có thể linh thanh được sủng ái cũng không kiều không cuồng thất vương gia lo lắng không chu toàn nàng nhưng là nghĩ tới chu toàn biết nếu chỉ có nàng có băng trù y vương phi nhưng không có trong lòng tất nhiên muốn khởi ngật đáp cho nên cố ý đem nàng kêu đi lại cùng nhau làm nói thành là vương gia phân phó nhân cho nàng nhóm hai cái làm vương phi trong lòng tổng yếu cân bằng một ít linh lung là muốn cấp trưởng tôn ngọc oánh làm mấy thân mát mẻ quần áo dù sau này đại nóng thiên hoàng gia quy củ lại nhiều phụ nữ có thai trong phòng sẽ không tha nhiều lắm băng sợ qua khí lạnh trưởng tôn ngọc oánh khẳng định rất nóng chính cần mát mẻ chút quần áo nhưng nàng khẳng định không thể lấy chính nàng danh nghĩa cấp bằng không trưởng tôn ngọc oánh nên nghĩ như thế nào không là nàng nghĩ nhiều mà là cho dù là khuê mật việc nhỏ thượng tiêu ma tiêu ma cũng khả năng trở mặt thành thù, cho nên nàng vẫn là tránh cho điểm tương đối hảo. Thoáng tác cái không quan hệ đau khổ nói dối. Trưởng Tôn Ngọc Bánh nhưng là không tưởng nhiều như vậy, đã là tới lượng kích cỡ, liền trực tiếp đứng lên nhường cắt may trắc lượng. Linh lung xem trưởng Tôn Ngọc Bánh mang thai theo bản năng đứng lên đưa tay phù nàng. Trưởng Tôn Ngọc Bánh quay đầu hướng về phía nàng cười cười, yên tĩnh nhường cắt may lượng xong rồi kích cỡ sai người tiễn bước cắt may mới vừa rồi vẫy lui tả hữu cùng linh lung cùng nhau ngồi ở nhuyễn tháp thượng nói chuyện hài tử của ta tiếp qua ba tháng đều phải sinh ra ngươi điều này sao còn chưa có phản ứng đâu trưởng tôn ngọc quánh xem linh lung bằng phản bụng lo lắng nói linh lung xấu hổ lắc đầu khi không là nàng thường xuyên làm tử sao này đứa nhỏ cũng cấp không được chậm rãi còn có trưởng tôn ngọc quánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem nàng thở dài một hơi nói ngươi sợ là không biết phụ thân cùng vương gia lúc này chính kiến không hợp vương gia sợ là xem chúng ta lưỡng cũng sẽ không thể thuận mắt sang năm đầu xuân đó là tiểu tuyển không vội có thể được không tha đến khi đó vương gia bên người có người khác ngươi hoài đứa nhỏ chẳng phải là liền càng thêm gian nan bất quá hiện tại cũng đã không có biện pháp ngươi hầu hạ vương gia thời điểm cẩn thận chút đừng bị liên lụy a à, chính kiến không hợp chuyện khi nào nhi linh lung đối trên triều đình chuyện là một chút tin tức nơi phát ra đều không có trưởng tôn ngọc ánh còn có tiêu thị cho nàng thường thường mật báo linh lung chưa từng trông cậy vào quá tiêu thị tiêu thị không giết chết nàng thì tốt rồi trả lại cho nàng truyền tin tức kỳ thực nàng cùng trưởng tôn ngọc ánh quan hệ nàng sợ nhất chính là tiêu thị từ giữa làm khó dễ dù sao nàng liền tính cùng trưởng tôn ngọc ánh quan hệ hôn lại kia cũng thân bất quá tiêu thị đi liền này hai ngày chuyện ta mẫu thân cố ý làm cho người ta sao tính nhi đi lại đề điểm ta, hầu hạ vương gia thời điểm cẩn thận một chút nhi. Ta ngược lại thật ra không có gì, có thai cũng sẽ không thể đến vương gia trước mặt chuyển động, vương gia vội triều đình chuyện đều vội không đi tới cũng sẽ không thể đến ta đây nhi. Nhưng ngươi liền không giống với. Vương gia chính là lại vội, kia cũng là có nhu cầu, luôn muốn nhường ngươi hầu hạ. Ngươi hầu hạ thời điểm dài một chút trái tim, đừng phạm vào kiên kỵ này hai ngày. Linh Lung không hiểu ra sao, kia hẳn là không có chuyện gì, ngày hôm qua hôm kia nàng nhưng là đều cùng với sở yến, hơn nữa sở yến nhìn qua cũng không có sinh khí, còn tốt lắm ở chung bộ dáng. Tỷ tỷ biết vương gia cùng phụ thân là vì sao chính kiến không hợp sao. Bảo hiểm khởi kiến, Linh Lung vẫn là hỏi một câu. Trưởng Tôn Ngọc quánh nhíu mày nói. Hình như là vương gia đưa ra nhất cái gì dự phòng nạn hạn hán chính sách, phụ thân cùng biểu ca cho rằng không thể được không có gì dùng cụ thể mẫu thân cũng không nói như thế nào dù sao nàng cũng là khuê phòng phụ nhân phụ thân cũng sẽ không thể nói với nàng nhiều như vậy trên triều đình chuyện linh lung đoán được là cái gì trong lòng quả thực không nói gì cực kỳ những người này cũng thật là bản thân mặc kệ thực sự có người phạm còn muốn xuất ra quấy rối nhìn không được dân chúng hảo kỳ thực không thôi trưởng tôn thái phó cùng sở dực hoàng tử theo vừa đến tứ, đều ở phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, chính bọn họ cũng đã vào triều làm quan nhiều năm, không nghĩ ra cái gì cải thiện nạn hạn hán có thể làm tính biện pháp, chỗ nào có thể nhìn đến sở yến mới vừa vào hướng làm quan năm thứ nhất liền ra như vậy một cái đại nổi bật A, à, đều mưu chừng sức lực tưởng làm phá hư, nhưng sở yến biện pháp không thể thực hiện được. Kỳ thực điều này cũng là sở yến vì sao lại nhường linh lung đi qua cùng hắn cùng nhau thương thảo nguyên nhân. Hắn đưa ra biện pháp tuy rằng có thể làm, nhưng chất vấn thanh âm nhiều lắm, hắn lại hiểu biết không là thật toàn diện, cho nên cần càng sâu trình tự đi cải thiện này một cái phương pháp. Cũng may sở đế là duy trì của hắn. Này theo sở đế cho hắn ban cho liền đó có thể thấy được đến. Chủ tử, hôm nay cái bữa tối muốn dùng chút gì? Lăng hương nhìn nhìn sắc trời, đối với theo thế an viện trở về liền luôn luôn tức giận phấn đấu luyện tự linh luôn hỏi. Linh Lung nghe vậy ngẩng đầu nghĩ nghĩ, một đêm mát mặt, một phần rau trộn một nhĩ, lại đến một cái đĩa dưa hấu. Làm cho bọn họ nhiều phóng tương ớt, muốn đặt lạc cái loại này. Thân là một cái vô lạc không vui nhân, Linh Lung tỏ vẻ không có tương ớt nàng hội khó chịu tử, ăn gì cũng không hương. Lăng hương bọn họ khuyên vài lần gặp khuyên không được nàng, liền cũng không khuyên nữa, ứng thanh là xoay người đi ra ngoài truyền lệnh. Nô tỳ, nô tài tham kiến vương gia. Lăng Hương mới vừa đi một lát, Linh Lung viết hai chữ, liền nghe được ngoài cửa hành lễ thanh. Vội đứng lên cùng đông giao cùng nhau đi tới cửa đi nên sở yến. Thiếp thân, nô tỳ tham kiến vương gia. Sở yến đại hãn đầm đìa vào cửa hướng về phía bọn họ xua tay nói. Đều đứng lên đi. Linh Lung xem xuất ra sở yến đây là vừa từ bên ngoài sẽ về đến, tin không vạn lý, hắn lại cùng chỉ ước sủng dường như, từ đầu ẩm đến vĩ. Vương gia hôm nay cái lại đi trong vườn. Linh lung theo bản năng hỏi. Sở Yến gật đầu nói. Ân, đi trong đất khảo sát một chút ngươi nói này tình huống, quả thật là tồn tại. Gia đổ không nghĩ tới ngươi hội xem này tế. Nếu chuyện này thật có thể cải thiện nạn hạn hán tình huống, ngươi là đại công thần, gia ổn thỏa báo cáo phụ hoàng trùng trùng ban cho cùng ngươi. Linh Lung xem đều nhanh nóng thành Cẩu Sở Yến âm thầm mắt trợn trắng. Chờ ngươi làm thành rồi nói sao, không phải nói có người phản đối sao? Và nếu không trực tiếp trước tắm rửa lại thay quần áo đi, này một thân mồ hôi bằng không thay đổi quần áo cũng không thoải mái. Sở Yến gật gật đầu đáp. "Ân, ừ, dù sao sắc trời cũng không sớm." Linh Lung vội phân phó đông giao đi xuống sai người bị thủy. Nhưng Linh Lung đã điểm hàng hóa bởi vậy sở yến vừa đi giữ gian tắm rửa lị hương liền lập tức đi rồi đi lên hỏi chủ tử kia vương gia hàng hóa đâu Nhân sở yến dĩ vãng đều là trước tìm người thông tri mới tới được bọn họ sẽ gặp trước tiên bị hôm nay cái lại là không có linh lung nghĩ nghĩ nói giống như ta đi nghĩ đến vương gia hiện tại như vậy nóng cũng ăn không vô khác lượng muốn nhiều thiếu điểm lạc lị hương do dự nói có phải hay không rất đơn giản. Linh Lung biểu môi không cho là đúng. Tiết kiệm mới tốt đâu. Ta Vương gia chính là tiết kiệm nhân. Mau đi đi. Lị Hương nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa. Vội chạy tới phòng bếp. Bằng không không đợi nàng đuổi đi qua, Lăng Hương đều đã trở lại, kia một phần hàng hóa đến cùng ai dùng a, à, Sở Yến tắm rửa thay quần áo lúc đi ra, hàng hóa cũng đang hảo đến, đều là rau trộn không phế khi sở yến xem trên bàn cơm đơn giản đến không thể lại đơn giản hai chén mặt hai chén rau trộn một nhĩ lại thêm hai điệp dưa hấu có chút ngoài ý muốn dĩ vãng hắn không đến thời điểm này tiểu nữ nhân ăn đều là đơn giản như vậy sao linh lung thấy sở yến xuất ra vội hô vương gia xuất ra vừa vặn hàng hóa cũng là vừa đến thừa dịp mát mẻ dùng bữa đi sở yến dở khóc dở cười xem nàng thừa dịp mát mẻ dùng bữa đi này hay là hắn lần đầu tiên nghe nói Ân, ngồi đi. Sở Yến nói xong khi trước ngồi xuống, Linh Lung mới vừa rồi đi theo ngồi xuống. Trên bàn cơm kia bác là Linh Lung kia bác là Sở Yến quả thực không cần quá rõ ràng, dù sao trong đó có một chén muốn sau mặt khác một chén đại một nửa. Nhưng Linh Lung vừa đem bản thân kia bác lay đến bản thân trước mặt ăn một ngụm liền bị người đoạt. Linh Lung một mặt không hiểu ngẩng đầu nhìn hướng thưởng nàng bác nam nhân, can ha a à, muốn hay không như vậy keo kiệt. Cốc xấu bổn cô nương cũng là cùng ngươi ngủ vài cái buổi tối nữ nhân, không thể bởi vì nàng cái kia tiện nghi lão cha không thức thời vụ liền ngay cả bát mì cũng không cho nàng ăn đi. Kết quả tiếp theo dây sở yến liền đem bản thân kia bát cho nàng đẩy lại. Linh lung. Ngươi ngày hôm qua ở bên ngoài ngây người một ngày, nóng vốn liền cơn tức trọng, ăn ít lạc. Sở yến cũng là đang nhìn đến linh lung dảo mở về sau mới phát hiện linh lung kia một chén là bỏ thêm 10 phần liêu, nhíu nhíu mày, đưa tay liền xả đến bản thân trước mặt. Linh lung xem bản thân kia bác hồng làm cho người ta nhìn đến liền thèm nhỏ giải mắt mặt mắt thèm không thôi, nâng tay đã nghĩ cấp sở yến đổi trở về, một mặt hiền lành nói. Thiếp thân cảm thấy vương gia cân tức mới càng vượng, vẫn là thiếp thân ăn đi. Không có chuyện gì, gia thân là nam nhân, cân tức vượng một điểm mới tốt, con nối dòng cũng vượng. Sở yến một bộ nghiêm trang cự tuyệt. Linh lung một mặt mộng bức, cơn tức vượng cùng con nối dòng vượng có một xu quan hệ sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 40 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dùng xong rồi bữa tối, thời điểm cũng không sớm, Linh Lung liền lưu lại sở yến một người nghỉ ngơi, bản thân đi cách gian tắm rửa thay quần áo. Hôm nay cái đi ra ngoài trưởng Tôn Ngọc bánh nơi đó ngồi nửa ngày, đỉnh mặt trời chói chang ngay cả đến đi linh lung ra một thân thối hãn tắm rửa xong rốt cục thoải mái rất nhiều linh lung dọn dẹp hoàn lúc đi ra sở yến đang đứng ở của nàng trước bàn học linh lung vội vàng bước đi đi qua bất mãn kêu một tiếng vương gia đưa tay liền đem bản thân chữ như gà bới lấy đi lại chiếc đứng lên giấu đi thật là riêng tư quyền hiểu hay không tiểu thí hài nhi không dùng quá nhân gia đồng ý làm sao có thể loạn xem đồ của người ta đâu. Linh lung bản thân bút lông tự bản thân có tự mình hiểu lấy, đương nhiên không đồng ý làm cho người ta nhìn, liền với ai cũng không đồng ý trước mặt người khác ra khứu giống nhau. Cho nên lúc này bị người quan minh chính đại nhìn lén rất tức giận. Linh lung bút lông tự sở yến là thật tâm không dám khen tặng, bất quá cũng là không cười nhạo nàng là được, còn giải thích nói. Gia trong khoảng thời gian này bận quá không rảnh giáo ngươi biết chữ. Chờ vội quá trong khoảng thời gian này, gia giáo ngươi biết chữ tính sổ, đến lúc đó ngươi thay gia quản gia. Linh Lung ở trong lòng phung tao, ai hiếm lạ ngươi dạy ta biết chữ tính sổ a, bổn cô nương bản thân hội biết chữ tính sổ được không được, chẳng qua không biết các ngươi sở quốc tự. Ai đợi chút, quản gia. Quản gia kia không là vương phi sự tình sao? Vương gia thế nào không giao cấp vương phi? Linh Lung nghĩ như vậy cũng liền trực tiếp hỏi như vậy xuất ra, sau đó sắc mặt khó coi liền biến thành sở yến. Linh Lung xem sở yến đột nhiên trở nên khó coi sắc mặt, mặt danh kỳ diệu liền nghĩ tới hôm nay trưởng Tôn Ngọc Quánh cùng nàng theo như lời trưởng Tôn Thái Phó đang ở cùng sở yến đối nghịch chuyện. Cho nên nàng nhắc tới trưởng Tôn Ngọc Quánh nhường sở yến nghĩ đến trưởng Tôn Thái Phó, sở yến sắc mặt mới sẽ đột nhiên trở nên khó coi đi. Khả trên danh nghĩa nàng cùng trưởng Tôn Ngọc Quánh không đều là trưởng Tôn Phụ Nữ như sao? này hai ngày cũng không gặp sở yến cho nàng bãi sắc mặt xem a à, hay là đây là cái gọi là tình yêu khiến người mắc manh tâm thiếu thiếu đầu óc nhi sở yến thích nàng linh lung là biết đến không cần cảm thấy nàng tự kỷ nàng tuy rằng đời trước không kết hôn không nam nhân nhưng không có nghĩa là nàng không bị người thích theo đuổi quá tương phản thích theo đuổi của nàng nhân còn không thiếu chẳng qua cũng không phải của nàng đồ ăn mà thôi một cái với ngươi sớm chiều ở chung nam nhân có thích hay không ngươi chỉ cần ngươi không có bởi vì trước yêu hắn, mắt manh tâm thiếu thiếu đầu óc nhi, còn có lý trí ở, trong lòng tự nhiên đều biết. Đương nhiên cảm tình thập phần trì độn cái loại này ngoại trừ. Linh lung cảm tình không tính trì độn, nàng cũng còn chưa có mắt manh tâm thiếu thiếu đầu óc nhi, tự nhiên xem xuất ra sở yến thích nàng, về phần thích tới trình độ nào, cái này không rõ ràng. Liền cùng hiện đại yêu đương giống nhau, hai người tự do luyến ái ở cùng nhau, vừa mới bắt đầu khẳng định là cho nhau thích chỉ là có thích có thể chống cự trụ mê hoặc cùng thời gian khảo nghiệm ở cùng nhau cả đời có thích chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn thoáng chốc sở yến thích linh lung cảm thấy là sau một loại nàng ngược lại không phải là phải phê phán sở yến thích không thuần túy không kéo dài liền tính sở yến quá không được bao lâu liền đứng núi này trong núi nọ linh lung cảm thấy cũng là bình thường hoàng gia mê hoặc vốn là so với người bình thường muốn lớn hơn nhiều, hắn bản là có thể được đến một mảnh rừng rậm, vì sao nên vì một viên cỏ nhỏ buông tha cho. Nói dễ nghe là trung tình, nói khó nghe chính là ngốc. Linh Lung nếu sinh tại đây cái niên đại cũng là cái hoàng tử, có người nói với nàng ngươi nếu tưởng cùng với ta, nhất định phải chỉ có thể có ta một người, bằng không sẽ không cần tái kiến ta, Linh Lung không nói hai lời lập tức thành toàn nàng, mặt chỗ nào lớn như vậy đâu ngươi động không lên thiên cùng thái dương vai kề vai đâu cho nên nhân quý ở có tự mình hiểu lấy linh lung hiện tại hưởng thụ sở yến tiểu thí hài nhi đối nàng hảo cũng làm tốt lắm đến lúc đó bị sở yến hồ bay đông lạnh lên chuẩn bị có lẽ ở đối đãi bạn lữ phương diện này nàng là già mồm cải láo nhưng nàng chính là như vậy già mồm cải láo một người bằng không nàng ở hiện đại cũng sẽ không thể luôn luôn tìm không thấy thích hợp kết hôn đối tượng nàng luôn luôn đều cảm thấy nàng đã có năng lực nuôi sống bản thân cũng không cần phải ủy khuất bản thân gả một cái bản thân không người trong lòng đến cổ đại cũng giống nhau nếu nói không hầu hạ sở yến nàng sẽ tử nàng có lẽ sẽ vì còn sống cuối đầu nhưng tình huống hiện tại là liền tính nàng về sau không hầu hạ sở yến cuộc sống cũng có thể không có trở ngại khi nàng làm gì khó xử bản thân nếu trên đời này có tòa có một không hai bảo tàng gia cùng trưởng tôn thái phó đều nghĩ đến được nó, mà ngươi có năng lực có thể trợ chúng ta trong đó nhất phương giúp một tay, ngươi sẽ chọn giúp ai? Giữa hai người bởi vì Linh Lung một câu nói lâm vào ngắn ngủi trầm mặt, sở yến mặt trầm xuống không biết đang nghĩ cái gì, Linh Lung nghĩ nghĩ cũng liền lâm vào trầm tư, lúc này sở yến đột nhiên vừa nói chuyện, Linh Lung kém chút bị hắn hù chết. Linh Lung nhẹ nhàng hô một hơi, trấn an trấn an bản thân nhận đến kinh hách trái tim nhỏ, nghe được sở yến vấn đề, không khỏi lại ngẩn người, cho nên đây là sở quốc thay đổi bản bạn gái cùng lão mẹ đồng thời điệu đi vào nước, ngươi lựa chọn cứu ai. Linh Lung có thể nói ở sở yến hỏi ra những lời này trong nháy mắt liền nghĩ tới cái kia bảo tàng là ngôi vị hoàng đế, cho nên sở yến thật sự đối ngôi vị hoàng đế có tâm. Điều này cũng là hắn vì sao luôn luôn không đem vương phủ quản gia quyền giao cho trưởng Tôn Ngọc Quánh nguyên nhân. Sở trưởng Tôn Ngọc Quánh ăn cây táo, rào cây sung, không hướng về hiện tại phu quân hướng về bản thân phụ thân bên kia. Cũng là tình có thể nguyên. Nhưng giao cho nàng cũng không giống nhau sao. Nàng cũng là trưởng tôn phụ nữ nhi A, Linh Lung vẫn là làm không hiểu sở yến lo di, rõ ràng buông tha cho không nghĩ. Sở yến đã đã hỏi tới vấn đề này, Linh Lung nhưng là nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, ra kết luận là sở yến. Nếu ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trên chuyện này nàng thật sự có thể giúp đỡ vội lời nói nàng hội giúp sở yến nhưng này cùng tư tình không quan hệ nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy sở yến làm hoàng đế đối sở quốc dân chúng là tốt nhất này theo sở yến dám vì dân chúng không ngại cực khổ làm thực chuyện này có thể xem xuất ra cái khác hoàng tử vương gia cũng không phải là không tốt nhưng linh lung cảm thấy đối dân chúng tốt nhất hẳn là sở yến thân là đã từng dân chúng linh lung tự nhiên là hướng về sở yến nữ tử xuất giá tòng phu thiếp thân đương nhiên hội giúp đỡ vương gia trong lòng minh bạch là một chuyện nhi, trên mặt nàng cũng không có thể há mồm liền hỏi Sở Yến ngươi có phải không phải muốn cướp ngôi vị hoàng đế cùng trưởng tôn thái phó đã xảy ra tranh chấp, kia không là muốn chết sao? Kỳ thực vừa rồi Sở Yến nói nhường Linh Lung quản gia chẳng qua là muốn thao Linh Lung thuận miệng nói ra, bản thân cũng chưa tưởng nhiều như vậy. Nhưng nói ra cũng không cảm thấy có cái gì khả đổi ý. Hắn cũng không biết vì sao tóm lại hắn chính là cảm thấy linh lung sẽ không làm ra cái loại này bán đứng hắn sự tình đến tín nhiệm đến mặt danh kỳ diệu cũng không theo truy cứu mà trưởng tôn ngọc bánh theo ngay từ đầu sở yến sẽ không coi nàng như thành là chính bản thân hắn người đến xem chỗ nào đến tín nhiệm tuy rằng trong lòng là muốn như vậy nhưng sở yến vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu linh lung đáp án mặc kệ thật giả dù sao không làm cho hắn thất vọng cho nên tin tưởng nàng một lần cũng không ngại nếu nàng thật muốn có cái gì ăn cây táo, rào cây sung hành vi, của hắn vương phủ hắn tuyệt đối là cái thứ nhất biết đến. Xét thấy Linh Lung rốt cục biết xuất giá tòng phu, sợ yến bởi vì nghĩ đến trưởng tôn phủ cái kia lão già kia bị phá hư hảo tâm tình lại khôi phục không ít. Quyết định hảo hảo yêu thương yêu thương này tiểu nữ nhân, khác trưởng thành huynh đệ trong viện đều truyền đến tin tức tốt, liền hắn nơi này một điểm động tĩnh đều không có. Đều do hắn trong khoảng thời gian này bận quá, không đủ nỗ lực về sau nhất định phải nhiều hơn nỗ lực mới được. Xét thấy sở yến này ý tưởng, Linh Lung còn chưa có phản ứng đi lại đã bị sở yến một phen theo trên đất ngồi chỗ cuối bế dậy. Linh Lung theo bản năng đưa tay ôm lấy sở yến cổ gia tăng cảm giác an toàn, sau đó mới vừa rồi nhíu mày hỏi. Vương gia ngươi làm chi? Sở yến cúi đầu ánh mắt sáng ngời xem nàng, câu môi, nhưng cười không nói. Linh Lung, nàng kỳ tích một loại theo sở yến này tươi cười trung phẩm ra ba chữ can ngươi a à. ha ha đát này có cái gì buồn cười cười cái rắm a à, cũng không phải lần đầu tiên trải qua sổ chiến linh lung tỏ vẻ không có gì lo sợ bất quá đợi đến bị sở yến ném tới trên giường buông cái màn giường liền bái cởi hết quần áo sau linh lung sẽ không rất lạc quan có chút phương không biết là không phải ảo giác nàng cảm thấy hôm nay cái sở yến cân tức có chút đại có từ nhỏ chó săn tiến hóa thành đại đói sói xu thế. Mà trên thực tế ở sau sở yến không mang theo nàng tọa thuyền, ngồi dậy tàu lượng siêu tốc đến thời điểm, Linh Lung chỉ biết nàng đoán đúng rồi. Thằng nhãi này ăn nàng nhiều như vậy ớt cân tức đều đặt sao phát tiết đến trên người nàng đến đây. Sở yến khai tàu lượng siêu tốc khai rất quen thuộc luyện, hoàn toàn không giống cái người học nghề, mới bắt đầu thông thả thoải mái, dẫn người phàn hướng cao phong, lập tức chợt rơi xuống, trên đường lúc nhanh lúc chậm khi thượng đương thời chặt chẽ đang vào mau khi tấn không thể đỡ chậm khi vẫn sức chờ phát động thượng khi vui vẻ thoải mái hạ khi kinh tâm động phách xoay ngược lại nhảy nhót kích thích không ngừng thét chói tai liên tục lần nữa khiêu chiến nhân trái tim gánh vác bất quá kích thích là kích thích linh lung cảm thấy của nàng cổ họng cũng mau kêu câm này tuyệt bích là nàng thể nghiệm vận hành thời gian dài nhất một lần tàu lượng siêu tốc cũng may sở ý người kia coi như có chút lương tâm xong việc sau ông nàng đi tắm lại tự mình uy nàng thủy hắn không uy nàng thủy ai uy a à, đều là hắn làm thời điểm liên tiếp làm cho nàng kêu lên không cần chịu đựng còn buồn nôn hề hề nói cái gì hắn thích nghe nàng kêu kết quả linh lung bị hắn giật dây sẽ không nhịn xuống buông ra cổ họng kêu kia kêu một cái thoải mái nói ngàn sơn chim bay tuyệt vạn kính nhân tung diệt có chút khoa trương nhưng Đinh Lan viện lý nhân tuyệt đối đều đặt sao có thể nghe được. Này theo ngày thứ hai đông giao cùng Lị Hương Lan Hương đều là hồng khuôn mặt nhỏ nhắn tiếng vào hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt có thể xem xuất ra. Bất quá hoàn hảo lần này Linh Lung chưa quên nhường sở yến cấp mễ cô tìm mèo được chuyện. Sáng sớm Trương Hỷ chợt nghe biểu diễn phân phó đi lại ôm mễ cô, trong tay còn ôm sở yến chuẩn bị cho Linh Lung sở quốc bản ngàn tự văn. Linh Lung phiên nhìn nhìn, có chút đơn giản tự nàng còn có thể đoán ra niệm cái gì đến vì thế tiễn bước trương hỉ về sau linh lung liền bắt đầu của nàng học tập kiếp sống thẳng đến buổi tối sở yến trở về bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video